Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1576, vừa ngủ vừa có thể tu tiên. Cục trưởng thật sự nói như vậy, Trương Giai vẫn có chút khó có thể tin, cái tên Hạ Thiên kia nhìn qua cũng không đặc biệt cho lắm, ngoại trừ việc hắn quen với Lam Y Nhân khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, nếu xét về tướng mạo và cách ăn mặc của hắn thì sao có thể có địa vị cao như vậy chứ? Tổ trưởng, lại xảy ra một vụ án mạng. Lúc này một nam cảnh sát vội vàng đi vào thông báo. Được rồi, Trương Giai, ngươi cũng đừng trở về, đi với ta đến hiện trường vụ án đi. Điền Thành nhanh chóng ra lệnh, hắn quyết định tìm cho Trương Giai một ít chuyện để làm, miễn cho Trương Giai còn chưa làm rõ việc kia, sẽ đi theo dõi Hạ Thiên. Về phần Điền Thành, mặc dù trong lòng hắn cũng rất hiếu kỳ, nhưng hắn biết, hắn sẽ không điều tra về người tên Hạ Thiên này nữa. Chỉ là trong lòng Điền Thành vẫn còn có chút bất an. Hắn luôn cảm thấy phiền phức do Hạ Thiên mang tới vẫn còn chưa kết thúc. Cùng lúc đó, khách sạn Tân Quế, trong phòng Tổng thống, Lam Y Nhân có chút bất an, bởi vì Hạ Thiên mới vừa nói tường tận cho nàng biết về quá trình tu luyện cụ thể, lúc nghe được nửa phần trước thì nàng vẫn còn cảm thấy việc tu luyện này tương đối bình thường. Hạ Thiên nói hắn sẽ dùng nghịch thiên bát châm để tẩy tủy cho nàng, tiếp đó nàng sẽ có thể nắm giữ công lực tương đối cường đại, chính thức trở thành người tu tiên. Cho dù còn có chút không hiểu rõ đối với loại châm pháp thần kỳ như nghịch thiên đệ bát châm, nhưng Lam Y Nhân vẫn lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, nhưng sau khi nghe nửa phần sau nàng lại cảm thấy có chút không đúng rồi. Dựa theo lời của Hạ Thiên thì hắn đang muốn thử nghiệm một biện pháp tu luyện mới, chính là liên tục hút công lực trên người nàng, tiếp đó không ngừng tẩy tủy cho nàng. Đây thì không có vấn đề quá lớn, chỉ là phương pháp hút công lực kia khiến nàng không khỏi cạn lời. Muốn hút công lực của nàng thì hắn phải ngủ với nàng. Cái này nghe kiểu nào cũng thấy nàng là người bị thua thiệt. Ngủ với hắn đã đủ thua thiệt rồi, còn muốn bị hắn hút đi công lực, đây không phải là hố người sao? Ai, chờ đã, Lam Y Nhân đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi nóng, hình như nàng cảm thấy ngủ với hắn không phải là vấn đề. Không không không, không thể để hắn đắc thủ nhanh như vậy được, từ trước tới bây giờ, Lam Y Nhân nàng không phải là loại nữ nhân tùy tiện như thế, nếu không thì nàng cũng sẽ không thủ thân như Ngọc ở cái tuổi này. Thật ra thì nói đến chuyện này, nàng cũng không tính là lớn tuổi, dù sao thì nàng cũng chỉ mới 25 tuổi mà thôi, nhưng bây giờ trên thế giới này, nữ nhân 25 tuổi mà vẫn còn chưa chạm vào nam nhân thật đúng là không có nhiều lắm. Có phải gia hỏa kia đang lừa gạt ta ngủ với hắn không? Lam Y Nhân thầm nghĩ, nàng có ý nghĩ này cũng rất bình thường, nàng biết quá rõ bản thân mình, khuôn mặt và dáng người của nàng có thể khiến vô số nam nhân muốn ngủ với mình. Cho nên Hạ Thiên muốn ngủ với nàng cũng là chuyện rất bình thường. Lam Y Nhân không cảm thấy Hạ Thiên không nên có loại ý nghĩ này, nếu như nam nhân không có loại ý nghĩ này thì mới là không bình thường. Cái kia, Hạ, Ách, chồng à, tại sao biện pháp tu tiên của anh nghe thấy là lạ vậy? Lam Y Nhân rốt cuộc hỏi ra nghi vấn của mình, mà đến bây giờ nàng vẫn chưa quen cách gọi Hạ Thiên là chồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lạ à? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, vợ tiểu y y, chẳng lẽ nàng không cảm thấy tu tiên như vậy rất vui sao? Vừa có thể ngủ vừa có thể tu tiên, ta cảm thấy chơi rất vui nha, hơn nữa hoàn toàn không có chút kỳ quái nào cả. Lam Y Nhân rất muốn trợn mắt với Hạ Thiên một cái, gia hỏa này đương nhiên cảm thấy thú vị, vấn đề là hắn cảm thấy ngủ với nàng là một trò chơi rất vui. Đây không khỏi làm trong đầu Lam Y Nhân bốc lên một cái ý niệm. Gia hỏa này vẫn luôn vội vã muốn nàng tu luyện chẳng lẽ là vì nguyên nhân đó sao? Náo loạn cả ngày, thì ra gia hỏa này cũng là một con sắc lang, hơn nữa còn là chủng loại vô cùng háo sắc. Nhưng ngẫm lại cũng có chút không đúng, không phải hắn còn có những cô vợ khác sao? Y Tiểu Âm cũng rất xinh đẹp, không thua kém gì nàng cả. Vợ Tiểu Y Y, ta giúp ngươi tẩy tủy trước ha. Giọng nói của Hạ Thiên vang lên bên tai Lam Y Nhân, cái này tương đối đơn giản, cũng tương đối nhanh. Chờ đã, Lam Y Nhân vội vàng hô lên nhưng lại phát hiện đã chậm, lúc này cả người nàng không thể cử động, hình như cũng không thể nói chuyện, bởi vì nàng căn bản không nghe thấy giọng nói của mình. Một tia khí tức lạnh như băng tiến vào trong cơ thể, Lam Y Nhân mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đâm lên người nàng, không bao lâu, nàng bắt đầu cảm thấy có một cỗ khí tức kỳ dị tiến vào trong cơ thể của mình, mà cỗ khí tức này dường như đồng dạng với cỗ khí tức mà nàng cảm nhận được lúc tu luyện tâm pháp tu tiên trước đó. Hình như gọi là linh khí. Trong lòng Lam Y Nhân vừa thấp thỏm vừa kích động, luồng linh khí này không ngừng tiến vào trong cơ thể khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái,
mà cùng lúc đó, trong cơ thể nàng như có thứ gì đó tuôn ra không ngừng. Loại cảm giác này rất quái dị, không lâu lắm, nàng phát hiện mình không tài nào mở mắt ra được. Ngay lúc Lam Y Nhân bắt đầu hoảng hốt thì bên tai truyền đến giọng nói của Hạ Thiên, được rồi, vợ Tiểu Y Y, ta giúp ngươi tắm rửa. À, giúp nàng tắm rửa. Nhanh lên, mau buông nữ nhân kia ra, để cho ta tới. À, không đúng, là thả ta ra, để ta tự tắm. Trong đầu Lam Y Nhân nháy mắt lập tức hiện lên vô số cảnh tượng, nhưng cũng không có tác dụng gì, bởi vì lúc này nàng vẫn không thể nói chuyện, mắt cũng mở không lên, nhưng nàng có thể cảm giác được quần áo của mình bị Hạ Thiên cởi ra, lại tiếp đó, nàng cảm giác được Hạ Thiên thật sự đang giúp nàng tắm rửa. Kết quả là, trong lòng Lam Y Nhân lại hiện lên vô số khung cảnh, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì còn cần đoán nữa sao? Căn bản là không cần. Không hề nghi ngờ. Lam Y Nhân cảm thấy lần này mình chạy không thoát rồi, trong lòng nàng có chút buồn bực, hết thảy dường như tới quá đột nhiên, hoàn toàn không cho thời gian để nàng chuẩn bị tâm lý. Chương 1577, không phải nam nhân. Lam Y Nhân đã từng tưởng tượng về cái ngày đặc biệt kia, ở trong tưởng tượng của nàng, cuối cùng nàng cũng tìm được một người nam nhân mà mình yêu, tiếp đó, vào một thời gian rất đặc biệt, lựa chọn một nơi yên tĩnh, dùng một phương thức lãng mạn hoàn thành thời khắc quan trọng kia. Trong tưởng tượng của Lam Y Nhân, nếu như ngày đó là hôn lễ thì sẽ rất tuyệt, còn nếu không phải thì nàng cũng có thể tiếp nhận, nhưng mặc kệ là lúc nào thì đều phải có một loại cảm giác nghi thức, nàng cảm thấy đó là một thời khắc cần được xem trọng. Nhưng bây giờ đây là cái gì nha? Mặc dù Lam Y Nhân không chán ghét Hạ Thiên, hơn nữa còn rất tò mò về sự thần bí và cường đại của hắn, nhưng muốn nói thích hắn thì vẫn chưa đủ. Phải biết rằng bọn hắn chỉ mới quen biết nhau 2 ngày, chỉ có một ít thời gian. Muốn để Lam Y Nhân nàng thích một nam nhân là quá khó khăn, từ trước tới nay nàng không tin cái gì gọi là vừa thấy đã yêu. Trong đầu Lam Y Nhân nhanh chóng lướt qua một chút cảnh tượng, việc xảy ra giữa nàng và Hạ Thiên thật đúng là không thiếu, nhưng xét đến cùng thì tất cả mọi việc đều rất đơn giản, đó chính là Hạ Thiên vừa ý nàng, quyết định để nàng làm vợ của hắn, à, là vợ nhỏ, bây giờ thì hắn chuẩn bị lên giường với nàng, mà trong toàn bộ quá trình nàng hoàn toàn không quyền lên tiếng. Nàng có nên bày tỏ một chút phản đối hay không? Đầu óc của Lam Y Nhân trở nên hỗn loạn, cả người có chút hoảng hốt, cho đến khi đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên vang lên bên tai mình, vợ Tiểu Y Y, ngươi nhìn đi, dáng người của ngươi quả nhiên đã trở nên tốt hơn rồi. Câu này khiến Lam Y Nhân đột nhiên tỉnh táo lại, tiếp đó, nàng chợt phát hiện mình đã có thể cử động và nói chuyện, hơn nữa đôi mắt của nàng cũng có thể mở ra. Lại tiếp đó, nàng nhìn thấy chính mình. Chính xác mà nói là bản thân ở trong gương, bởi vì bây giờ nàng đang đứng ở trước gương, không mặc gì cả, còn Hạ Thiên thì đang đứng ở sau lưng nàng. Nhưng Lam Y Nhân vẫn không có nói chuyện, nàng có chút sững sờ khi nhìn bản thân trong gương, đây thật sự là nàng sao? Vẫn là gương mặt kia, vẫn là cái mũi kia, đôi mắt kia, ngực thì. Nghĩ cái gì đấy? Lam Y Nhân giơ tay sờ mặt mình một cái, người trong gương cũng giơ tay sờ mặt. Xem ra người này thật sự là bản thân nàng, nhưng vấn đề là, tại sao nhìn tổng thể thì nàng lại cảm thấy như mình đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy? À đúng rồi, là làn da, da của nàng dường như trở nên tốt hơn. Mặc dù trước đó làn da của nàng cũng đã rất tốt, nhưng nếu so sánh với bây giờ thì chỉ có thể cho 8 điểm, hơn nữa còn là trên thang điểm 100, đến nỗi bây giờ, đó chính là điểm tuyệt đối. Không có một chút tì vết. Xúc cảm vô cùng tốt. Muốn sờ vài cái. Nghĩ là làm, Lam Y Nhân không khỏi giơ tay sờ soạng trên mặt mấy lần, sau đó cũng sờ trên người vài cái, nàng âm thầm cảm khái trong lòng, xúc cảm thật tốt. Chẳng trách Hạ Thiên nói dáng người của nàng trở nên tốt hơn, vóc người này ngay cả chính nàng cũng rất thích, đúng là đã biến đổi tốt hơn rất nhiều. À, không đúng. Cuối cùng thì Lam Y Nhân cũng nhớ tới một việc, nàng còn chưa mặc quần áo. Lam Y Nhân lập tức phát hiện quần áo ở ngay bên cạnh. Nàng vươn tay chuẩn bị lấy nó mặc vào, đúng lúc này thì Hạ Thiên lại nói, vợ Tiểu Y Y à, nàng đừng mặc cái đó. Lam Y Nhân lập tức phản ứng lại, làm sao gia hỏa này sẽ để cho nàng mặc quần áo vào dưới loại tình huống này chứ? Trừ phi hắn không phải nam nhân. Vợ Tiểu Y Y, nàng mặc cái này đi. Hạ Thiên đưa một kiện áo choàng tắm cho Lam Y Nhân. Lam Y Nhân có chút ngẩn ngơ, nàng vô thức cầm lấy áo choàng tắm, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự không phải là nam nhân? Nhưng đây không đúng nha, nếu không phải nam nhân thì hắn tìm nhiều vợ như vậy để làm gì? Nhưng nào có nam nhân có thể để cho nàng mặc quần áo dưới loại tình huống này chứ?
có phải gia hỏa này bất bình thường ở chỗ nào không? Nghĩ tới đây, làm y nhân đột nhiên bình thường trở lại, nàng vừa nghĩ ra, từ lúc mới bắt đầu thì gia hỏa đó đã không có bình thường rồi. Mặc dù nghi vấn đầy đầu, làm y nhân vẫn nhanh chóng mặc áo choàng tắm vào. Có điều nàng lại có chút không nỡ, muốn đứng trước gương xem bản thân vài lần, nhưng nàng vẫn nhịn được cảm giác kích động kia, thật vất vả mới mặc quần áo vào, lỡ như gia hỏa bên cạnh đột nhiên trở nên bình thường, nhịn không được nhào vào nàng, lúc đó nàng có hối hận cũng không kịp. Tại sao anh lại không cho ta mặc đồ cũ? Lúc này làm y nhân quyết định nói sang chuyện khác, nàng vừa hỏi vừa cầm chiếc váy dài của mình lên, a, thối quá. Ta đi tắm một chút. Trong phòng có máy giặt, hơn nữa còn ở ngay trong phòng tắm, nàng nhét váy vào trong máy, đổ chút nước giặt quần áo vào, tiếp đó nhấn nút khởi động nguồn điện. Dầm. Máy giặt hỏng. Làm y nhân trợn tròn mắt, cái này, chuyện này là sao thế này? Chương 1578. Sở thích đặc biệt. Vợ tiểu y y, nàng vừa mới nắm giữ sức mạnh tương đối cường đại, vẫn chưa thích nghi với nó, ta muốn dạy nàng khống chế sức mạnh này một chút. Hạ Thiên lên tiếng, nếu không thì nàng sẽ bất cẩn làm hư rất nhiều thứ, hoặc cũng có thể không cẩn thận đánh chết người. Cái này, chẳng lẽ máy giặt là do ta làm hư? Làm y nhân có chút sửng sốt, nàng có sức lực lớn như vậy sao? Đúng vậy đó vợ tiểu y y, tóm lại thì bây giờ nàng đã trở nên tương đối lợi hại, nào, tới đây, chúng ta chuyển sang nơi khác, ta dạy nàng cách khống chế sức mạnh. Hạ Thiên không nói câu nào, trực tiếp ôm làm y nhân ra khỏi phòng tắm. Đương nhiên, lần này hắn cũng không đi ra bên ngoài, mà đi vào bể bơi. Đúng vậy, phòng tổng thống này có một cái bể bơi trong nhà rất lớn, tiếp đó, Hạ Thiên ném Lam Y Nhân vào trong bể bơi, sau đó nhanh chóng nhảy vào theo. Nào, vợ tiểu y y, nàng thử vận công đi, trước đó nàng đã học tâm pháp, nàng cần phải khống chế linh khí trong cơ thể trước thì mới có thể chân chính lực khống chế lực đạo. Hạ Thiên đã rất có kinh nghiệm, mặc dù đã hơn 10 năm chưa làm qua chuyện này, nhưng vẫn là xe nhẹ đường quen. Làm y nhân dù có rất nhiều hoang mang, nhưng cũng không hỏi nhiều, rất nhanh bắt đầu làm theo lời của Hạ Thiên. Đầu tiên là bắt đầu học vận công, tiếp đó học lực khống chế lực độ, Hạ Thiên thậm chí còn tiện tay dạy nàng một chút chiêu thức đơn giản, làm nàng trực tiếp công kích hắn ở trong hồ bơi, như vậy sẽ giúp ích cho nàng trong việc nhanh chóng học được khống chế hơn. Thời gian trôi qua, làm y nhân coi như học rất nhanh, đến lúc trời tối thì nàng trên căn bản đã thích ứng hết thảy. Mà nàng cũng đã bắt đầu có giác ngộ cơ bản của một người tu tiên, đương nhiên, chiều nay, nàng cũng ăn mệt không ít, bị Hạ Thiên chiếm rất nhiều tiện nghi. Nhưng làm y nhân vẫn còn hoài nghi Hạ Thiên có thể không quá bình thường, với vóc người bây giờ của nàng, lại còn không mặc gì ở trong hồ bơi, rốt cuộc thì gia hỏa này làm thế nào có thể khống chế được chứ? Vợ tiểu y y, bây giờ chúng ta có thể làm chuyện chính rồi. Giọng nói của Hạ Thiên kéo làm y nhân ra khỏi mớ suy nghĩ lung ta lung tung của mình. Nàng giật mình hoàn hồn, tiếp đó, làm y nhân vừa quay đầu thì phát hiện có gì đó không đúng, Hạ Thiên đang nhìn nàng với một ánh mắt có chút nóng bỏng. Mà loại ánh mắt này khiến nàng đột nhiên phát hiện, gia hỏa không bình thường kia hình như đã biến thành một nam nhân bình thường, mà điều này cũng mang ý nghĩa, một chuyện nào đó rất có thể sẽ lập tức xảy ra. À, cái kia, chồng à, ta đã đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm trước ha. Làm y nhân vội vàng nhảy ra khỏi bể bơi. Tiếp đó mặc áo choàng tắm vào lần nữa rồi chạy vào trong phòng, không hề dám quay đầu lại. Thật ra thì đây cũng không hoàn toàn tính là mượn cớ, nàng thực sự đói bụng, hơn nữa bây giờ còn cảm thấy đặc biệt đói, không biết có phải do tiêu hao quá nhiều lúc tu luyện hay không. Nhưng làm y nhân rất nhanh lại phát hiện vấn đề, đó chính là nàng còn chưa giặt quần áo, ở đây căn bản không có quần áo để thay, cộng thêm việc máy giặt cũng hư rồi, cho dù bây giờ nàng muốn giặt đồ thì cũng không kịp. Làm y nhân rất có kinh nghiệm trong việc xử lý loại chuyện này, nàng gọi điện thoại cho quầy tiếp tân, rất nhanh nhân viên phục vụ đã tới lấy quần áo đi giặt tẩy, về phần đói bụng, nàng cũng để cho nhân viên phục vụ đưa chút thức ăn tới. Đây chính là phòng tổng thống, những thứ cơ bản phục vụ này vẫn phải có. Mà sau khi an bài xong những thứ này, làm y nhân phát hiện bên cạnh mình có thêm một người, quay đầu nhìn lại, Hạ Thiên đang ngồi ở chỗ đó, nhìn nàng với một loại ánh mắt kỳ quái. Sao anh cứ nhìn ta mãi thế? Giọng nói của Lam Y Nhân chứa một tia hờn dỗi, chẳng lẽ còn chưa nhìn đủ sao? Trong lúc lơ đãng, cách nói chuyện giữa Lam Y Nhân và Hạ Thiên đã trở nên thân mật không ít, mà sở dĩ là như thế này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hôm nay nàng và Hạ Thiên đã tiếp xúc cơ thể quá nhiều lần, loại tiếp xúc này vô thức khiến cho tâm lý nàng cảm thấy mình đã gần gũi Hạ Thiên hơn một chút.
Vợ Tiểu Y Y, ta chỉ mới nhìn chưa được bao lâu, sao có thể xem đủ chứ? Hạ Thiên lắc đầu, ta nhìn thần tiên tỷ tỷ, muội muội chân dài các nàng đã rất nhiều năm rồi mà vẫn chưa có nhìn đủ đâu. Dừng một chút, Hạ Thiên lại bổ sung một câu, nhưng dáng người của thần tiên tỷ tỷ và muội muội chân dài tốt hơn nàng nhiều. Có điều vợ Tiểu Y Y không cần tự ti, thân hình của nàng đã rất khá rồi, hơn nữa dáng người cũng sẽ càng ngày càng tốt, mặc dù vẫn không thể sánh bằng muội muội chân dài, nhưng ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng đâu. Lam Y Nhân có chút cạn lời, tại sao nàng lại có cảm giác gia hỏa này vẫn có chút ghét bỏ nàng chứ? Muội muội chân dài là ai vậy? Dáng người của nàng ấy thật sự tốt đến vậy sao? Trong giọng nói của Lam Y Nhân mơ hồ có chút ghen ghét, còn tốt hơn cả dáng người của Y Tiểu Âm à? Ừ, muội muội chân dài là cô vợ không nghe lời nhất, nhưng thân hình của nàng thực sự là tốt nhất, cho nên nàng ấy mới có thể tùy hứng như vậy. Giọng điệu của Hạ Thiên có chút buồn bực, đã nhiều năm như vậy rồi mà muội muội chân dài vẫn không nghe lời, gài bẫy người chồng như hắn hết lần này đến lần khác, nhưng hắn lại rất nhớ, ai bảo dáng người của nàng ấy thật sự tốt đến mức bất hợp lý chứ. Nè, anh có hình của nàng ấy không? Lam Y Nhân có chút tò mò muội muội chân dài trông như thế nào. Không có. Hạ Thiên lắc đầu, tiếp đó thuận tay ôm eo của Lam Y Nhân, ừ, đơn giản mà nói thì hông của muội muội chân dài nhỏ hơn hông của vợ Tiểu Y Y 1/3, ngực thì ít nhất lớn hơn 3 phần, hình như còn hơn nữa. Lam Y Nhân tưởng tượng đại khái một chút, sau đó nàng phát hiện, muội muội chân dài trong miệng gia hỏa này có dáng người hơi dị dạng nha, hoàn toàn không phù hợp tỷ lệ của người bình thường. Chương 1579, bây giờ chúng ta làm chính sự. Lam Y Nhân tưởng tượng ra dáng người của muội muội chân dài từ trong miêu tả của Hạ Thiên, bắt đầu hoài nghi thẩm mỹ của đối phương, nhưng sau đó nàng suy nghĩ một chút, thẩm mỹ của gia hỏa này cũng không có vấn đề, không nói đến nàng, ví dụ như Y Tiểu Âm, nàng ta thực sự dễ nhìn, như tiên nữ, cả nha đầu A Cửu kia cũng có dáng dấp rất đẹp. Còn có mấy cô vợ khác của gia hỏa này, Triệu Vũ Cơ, An Khả Khả, Ma Nữ Mộng Mộng, thậm chí là mỹ nữ giàu nhất Diệp Mộng Oánh. Mỗi người đều có khuôn mặt xinh đẹp không tưởng nổi, dáng người cũng rất xuất sắc, hoàn toàn là mỹ nữ chân chính. Nếu nhìn từ góc độ này thì thẩm mỹ của Hạ Thiên rất bình thường. Nàng cảm thấy tỷ lệ dáng người của mình rất bình thường, một nữ nhân có vòng eo còn nhỏ hơn nàng, ngực lại lớn hơn gấp mấy lần, đây rõ ràng là không bình thường mà. Lam Y Nhân đương nhiên không biết, tỷ lệ dáng người của Dạ Ngọc Mị thật đúng là không quá bình thường, nhưng trên người nàng ấy lại để lộ ra một loại gợi cảm cực hạn, khiến cho Hạ Thiên trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế được. Bây giờ, ở trên đảo Thần Thiên, mỗi người đều biết Hạ Thiên mê luyến chủng loại như Dạ Ngọc Mị. Mặc dù Hạ Thiên thường xuyên lấy danh nghĩa là muốn báo thù, vì trước đó muội muội chân dài chỉnh hắn, hiện tại hắn muốn tìm lại chút bồi thường ở trên người nàng, nhưng trên thực tế ai cũng biết, Hạ Thiên quá mức mê muội Dạ Ngọc Mị. Nếu không phải Dạ Ngọc Mị vẫn luôn không chịu nói cho Hạ Thiên cách cởi thiên kết vũ y, hắn nhất định sẽ càng thêm không chịu rời khỏi nàng. Bên này Lam Y Nhân đang miên man suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng khi nàng lấy lại tinh thần thì phát hiện Hạ Thiên lại thành thật đến khác thường. Quay đầu nhìn lại, hóa ra hắn đang ngẩn người. Ai, anh đang nghĩ gì đấy? Trong lòng Lam Y Nhân có chút không thoải mái, gia hỏa này còn đang ôm nàng, làm sao giống như đang suy nghĩ về người khác. Lam Y Nhân không khỏi hỏi một câu, không phải anh đang nhớ tới muội muội chân dài của mình đấy chứ? Đúng vậy, Hạ Thiên đã lấy lại tinh thần, thành thật thừa nhận. Hắn thật sự đang suy nghĩ về muội muội chân dài, tiếp đó hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục suy nghĩ về nàng ấy nữa, hắn muốn làm chính sự. Hạ Thiên ôm chặt eo của Lam Y Nhân, nói, vợ Tiểu Y Y à, ta không nghĩ về muội muội chân dài nữa, chúng ta nên làm chính sự. Làm chính sự gì? Lam Y Nhân có chút không hiểu được. Luyện công nha, Hạ Thiên nói nhanh, vợ Tiểu Y Y, bây giờ nàng đã là người tu tiên chân chính rồi, chúng ta phải chuẩn bị tu luyện cùng một chỗ, nàng cần giúp ta đề cao công lực, như vậy ta mới có thể mau chóng luyện thành nghịch thiên đệ bát châm. À, Lam Y Nhân ngẩn ngơ, anh nói chính sự chính là cái kia à. Gương mặt xinh đẹp của Lam Y Nhân lại bắt đầu nóng lên, cái gọi là tu luyện cùng một chỗ của gia hỏa này chẳng phải là làm chuyện kia sao. Trước đó hắn đã nói cho nàng biết, cần phải dùng loại phương thức tương đối đặc thù tới hấp thu công lực của nàng. Đúng rồi, vợ Tiểu Y Y, đây chính là chính sự quan trọng nhất. Hạ Thiên gật đầu một cái, hình như bọn hắn đưa thức ăn tới, vợ Tiểu Y Y, nàng ăn nhiều một chút, như vậy thì đợi lát nữa nàng mới có đầy đủ thể lực. Đầy đủ thể lực. Gương mặt xinh đẹp của Lam Y Nhân nóng dần lên,
nàng không phải là cô gái nhỏ không biết gì cả, cho dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã gặp heo chạy, nàng vẫn đại khái biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cái kia giống như, thật sự tương đối tiêu hao thể lực. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến làm Lam Y Nhân không có cách nào tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, nhân viên phục vụ đưa thức ăn tới, hai nhân viên phục vụ đẩy một toa ăn vào phòng, có thịt có cơm có hoa quả còn có salad, một bữa ăn rất phong phú. Vợ tiểu Y Y, nàng nhanh ăn đi. Hạ Thiên cười hì hì với Lam Y Nhân. Lam Y Nhân đúng là rất đói, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình nên ăn chậm một chút, nàng sợ lỡ như mình ăn quá nhanh thì tên Hạ Thiên sắc lang kia sẽ càng nhanh làm chính sự với nàng hơn. Bây giờ nàng vẫn chưa có chuẩn bị xong nha. Hiện tại, trong đầu có một âm thanh đang nói cho nàng biết, nàng sớm muộn gì cũng không trốn thoát được, nhưng Lam Y Nhân vẫn theo bản năng nghĩ biện pháp dây dưa, chính là loại ý tưởng kéo được phút nào hay phút đó, nếu như thật sự kéo không nổi nữa, vậy thì cam chịu số phận đi. Suy nghĩ tới Y Tiểu Âm, nàng cảm thấy mình cũng không coi ăn mệt, trước đó nàng vẫn luôn muốn phân cao thấp với Y Tiểu Âm, bây giờ ít nhất nàng cũng không tính là thua. Bên này Lam Y Nhân chậm rãi ăn tối, Hạ Thiên cũng không thúc giục, thỉnh thoảng ăn với nàng một chút, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, mà lúc Lam Y Nhân ăn đến hơi căng bụng thì đồng hồ đã nhảy tới con số 9, lúc này đây, Lam Y Nhân đã bắt đầu làm cho mình bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù hơi hấp tấp một chút, nhưng đây dường như cũng là một quy túc không tệ. Nếu như những gì Hạ Thiên nói đều là sự thật, trên thực tế thì nàng cơ bản đã tin tưởng lời của hắn, vậy nàng đi với hắn dường như thật sự không tồi. Chỉ cần suy nghĩ một chút, sau này nàng có thể tìm Triệu Vũ Cơ bất cứ lúc nào, nói không chừng còn có thể tìm nàng đi hát karaoke, quả thật hạnh phúc khôn kể. Còn nữa, biết đâu nàng còn có thể nhờ Ninh Khiết giúp nàng thiết kế riêng một bộ quần áo thì sao? Chỉ mới nghĩ như vậy thôi Lam Y Nhân đã cảm thấy rất mỹ diệu. Vợ tiểu Y Y, người còn muốn ăn nữa không? Hạ Thiên hỏi. Không, ta ăn quá no rồi. Lam Y Nhân quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên rồi nở nụ cười yêu mị. Khi nàng bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận hết thảy, tâm trạng cũng đã buông lỏng rất nhiều, mà sự gợi cảm và mị hoặc trên người nàng cũng theo trạng thái này lơ đãng triển lộ càng nhiều, thế là nụ cười này của nàng cũng trở nên vô cùng phong tình vạn trùng. Ừ, bây giờ vợ tiểu Y Y cười thật đẹp mắt, suýt nữa sánh bằng cô vợ tóc vàng rồi. Hạ Thiên nói rất chân thành. Chương 1580, được giải vây. Lam Y Nhân liếc Hạ Thiên một cái, gia hỏa này khen nàng thì khen nàng đi. Có thể không nhắc tới mấy cô vợ khác của hắn không? Thật ra thì vấn đề không phải là việc hắn nhắc tới những cô vợ kia, vấn đề là trong miệng của hắn, nàng lúc nào cũng kém hơn các nàng, đây thật sự là rất đả kích sự tự tin của nàng. Ai, nếu không chúng ta ra ngoài dạo chơi một chút? Lam Y Nhân nhìn Hạ Thiên, ta vừa rồi ăn hơi căng bụng. Lam Y Nhân còn chưa nói hết lời thì chuông điện thoại vang lên. Ta nhận điện thoại chút, Lam Y Nhân cầm điện thoại nhìn xem. Tiếp đó trên mặt hiện lên sự kinh hỉ, nàng lập tức ấn tiếp nhận cuộc gọi Tiểu Phong. Là ngươi phải không, ngươi đi ngoài rồi à? À, quá tốt rồi, được, bây giờ ta lập tức đi qua đó, ngươi đợi ta một chút. Biết rồi, ta sẽ tới một mình. Cúp điện thoại, Lam Y Nhân nhìn về phía Hạ Thiên, chồng à, xin lỗi nha, Tiểu Phong vừa mới đi ra cục cảnh sát, ta phải đi xem hắn, thuận tiện nói với hắn một ít chuyện. Anh cứ chờ ở đây là được. Hắn đã dặn ta đừng dẫn anh theo. Đứa em trai vô dụng của nàng đi ra rồi à? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là do cái người bé ngoan kia làm? Chà, xem ra động tác rất nhanh. Ta cũng không rõ lắm, tóm lại là ta phải đi một chuyến. Lam Y Nhân vừa nói vừa gọi điện cho Tiếp Tân, xin chào. Tốt, được rồi, làm phiền bảo bọn hắn đưa tới ngay lập tức, ta đang cần gấp. Tốt thôi, vợ tiểu Y Y, nàng nhớ đi nhanh về nhanh. Hạ Thiên không nhất định phải đi theo, dù sao hiện tại hắn cũng không cần quá lo lắng cho sự an toàn của Lam Y Nhân, hắn cũng không có hứng thú đi gặp cái tên Lam Tuấn Phong gì đó. Hạ Thiên thật sự không thích tên em trai của Lam Y Nhân. Nhân viên phục vụ rất nhanh đưa quần áo tới, mọi thứ đã được giặt sạch và hong khô, chờ nhân viên phục vụ rời đi, Lam Y Nhân trực tiếp thay quần áo ngay trước mặt Hạ Thiên, tiếp đó vội vàng rời đi. Có chút nhàm chán, Hạ Thiên tự lẩm bẩm. Leng keng. Lúc này chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, báo hiệu vừa nhận được một tin nhắn. Không có tên người gửi tin nhắn, bên trong là một đoạn video, Hạ Thiên mở video lên, phát hiện đoạn video này có liên quan tới Lam Tuấn Phong, chính xác mà nói thì đây chính là video sau khi Lam Tuấn Phong đâm người khác một nhát. Mà sau khi xem đoạn video này, Hạ Thiên đã xác định,
Lam Tuấn Phong đúng là bị người ta gài bẫy. Nói đơn giản, sau khi Lam Tuấn Phong rời đi thì có người tiếp tục dùng con dao của hắn để đâm người bị hại, tiếp đó người bị hại được mang đi, chờ đợi mất máu quá nhiều mà chết. Nếu là như thế này, Lam Tuấn Phong muốn tìm được chứng cứ bản thân không giết người là gần như không có khả năng, nhưng đoạn video này chắc chắn có thể cứu hắn. Ai, bé ngoan, người thật đúng là rất ngoan, nhanh như vậy đã cứu Lam Tuấn Phong ra rồi. Hạ Thiên lẩm bẩm, leng keng. Lại là một tin nhắn khác. Video chưa đưa cho cảnh sát, Lam Tuấn Phong không phải do ta cứu ra. Nội dung tin nhắn khiến cho Hạ Thiên ngẩn người, đây là có chuyện gì? Leng keng. Lại thêm một tin nhắn xuất hiện, lần này là một đoạn video khác. Mà sau khi xem xong video này, Hạ Thiên đột nhiên biến mất. Bây giờ, Lam Y Nhân đang chạy trên đường. Đúng vậy, là đang chạy, không phải đi đường, cũng không phải ngồi xe, thật là đang chạy. Chiếc BMW của Lam Y Nhân vẫn còn ở nhà họ Ninh, Lam Y Nhân vốn dĩ muốn đón taxi đi tìm Lam Tuấn Phong, nhưng đợi vài phút không thấy được chiếc taxi nào, nàng lại đột nhiên bốc lên một cái ý niệm, hay nàng thử học theo Hạ Thiên, chạy bộ tới đó. Lam Y Nhân bắt đầu chạy bộ, sau đó càng chạy càng không thể ngăn lại được. Bởi vì loại cảm giác lao vùn vụt kia thật sự là... Nói như thế nào đây? Thật sự rất sảng khoái. Mà khi Lam Y Nhân chạy một hơi đến chỗ cần đến, nàng phát hiện mình vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn. Lúc này, Lam Y Nhân bắt đầu minh bạch vì sao Hạ Thiên cứ hở một tí là ôm nàng chạy đi, bởi vì nếu so sánh với lái xe thì chạy bộ càng nhanh. Hít sâu mấy lần, Lam Y Nhân đè nén cảm xúc phấn khởi xuống, tiếp đó nàng nhấc chân đi về phía một tòa biệt thự. Đây không phải là nhà họ Lam, mà là một tòa biệt thự ở bên ngoài. Lam Y Nhân thật ra biết một chút về biệt thự này, Lam Tuấn Phong đã mua nó làm nơi ăn nhậu chơi bời. Đến nỗi chơi cái gì, không gì khác hơn là các thể loại party bikini nằm sấp. Như những gì Lam Y Nhân nói với Hạ Thiên, đứa em trai của nàng thật sự không làm nên trò trống gì, nhưng dù sao đi nữa thì Lam Tuấn Phong cũng là em trai ruột của nàng, hơn nữa cũng là người duy nhất trong nhà họ Lam thực sự quan tâm tới nàng. Cho nên nàng cũng rất quan tâm đứa em trai này. Lam Y Nhân đi vào biệt thự, tiếp đó đi thẳng vào phòng khách, Lam Tuấn Phong đang ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Lam Y Nhân vào nhà, hắn lập tức đứng lên. Chị hai, người đã đến rồi, mau ngồi xuống đi. Lam Tuấn Phong vội vàng chào đón Lam Y Nhân. Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Lam Y Nhân có chút buồn bực, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm một đám nữ nhân tới đây ăn mừng đấy. Chương 1581 bị phản bội. Lam Y Nhân nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, dù sao thì dựa vào hiểu biết của mình về đứa em trai này, sau khi hắn gặp phải chuyện kia, hơn phân nửa sẽ lập tức đi tìm một đám mỹ nữ tới ăn mừng vui vẻ. Nhưng thực tế lại nói cho nàng biết rằng tình huống không phải như vậy, bởi vì trong phòng khách rộng lớn hoàn toàn không có người nào khác, đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng không có. Chị hai, người đừng nói thế, ta biết trước đây ta là kẻ không chẳng có tiền đồ gì. Lam Tuấn Phong nở ra một nụ cười khổ, chị hai ngồi xuống trước đi, ta pha trà cho ngươi. Lam Y Nhân ngồi xuống sofa bên cạnh, Lam Tuấn Phong cũng ngồi xuống theo, trên bàn trà, ấm đun nước vừa ngắt điện, nước sôi rồi, Lam Tuấn Phong cũng bắt đầu pha trà. Mặc dù Lam Tuấn Phong không có bản lĩnh gì nhưng trình độ pha trà của hắn cũng không tệ lắm, rất nhanh, hắn đã đặt một tách trà trước mặt Lam Y Nhân. Chị hai, mời uống trà, lần này ta cảm ơn ngươi rất nhiều. Mặc dù không biết bản thân đã đi ra ngoài như thế nào, nhưng ta tin chắc rằng là ngươi đã giúp ta. Lam Tuấn Phong tỏ vẻ cảm kích nói. Ngươi không biết mình đã được thả ra như thế nào sao? Lam Y Nhân có chút buồn bực, thật ra cảm giác đầu tiên của nàng chính là Hạ Thiên đã ra tay giúp đỡ, nhưng bây giờ, nghe lời Lam Tuấn Phong nói, ngược lại nàng cũng không quá chắc chắn. Chị hai, cảnh sát bên kia chỉ nói là không có đủ bằng chứng rồi để cho ta trở về trước. Nhưng... hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn ổn, cảnh sát khuyên ta tạm thời không nên rời khỏi thành phố Quế. Lam Tuấn Phong giải thích một chút, sau đó nhìn Lam Y Nhân, chị hai, ta còn tưởng rằng ngươi biết chuyện gì đang xảy ra, thế mà ngươi cũng không biết rõ sao. Ta cũng không rõ nữa, hình như Hạ Thiên đã nhờ người đến giúp, nhưng không phải là người kia. Ai đã giúp ngươi, ta cũng không biết. Lam Y Nhân lắc đầu, lập tức lại nói, quên đi, trước tiên không cần quan tâm nhiều như vậy. Dù sao thì Tiểu Phong, ngươi có thể đi ra là được rồi. Còn có, về sau ngươi phải cẩn thận một chút, đừng có ở chung một chỗ với mấy người lộn xộn đó nữa. Nhìn xung quanh, Lam Y Nhân lại nói thêm,
ngươi tự biết chính mình trước đây chưa biết phấn đấu là tốt rồi, sau này, ngươi không ngừng cố gắng là được. Giống như bây giờ vậy, ngươi không tìm một đám phụ nữ tới để chúc mừng, làm như vậy rất tốt. Ta cũng không mong đợi ngươi sẽ sửa đổi ngay lập tức, từ từ thay đổi cũng không muộn. Chị hai, ta biết rồi, sau này ta sẽ nghe lời ngươi. Lam Tuấn Phong ngượng ngùng. Hơi chần chừ một lúc, Lam Tuấn Phong lại nói, nhưng, đại tỷ, Hạ Thiên kia, ngươi sẽ không thực sự ở cùng với hắn chứ. Tiểu Phong, việc đó ngươi cũng đừng quản. Lam Y Nhân nghĩ tới chuyện này đã cảm thấy hơi đau đầu, nếu không phải vừa rồi đúng lúc em trai gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng có cái cớ rời đi, có thể bây giờ nàng đã bị hắn mang lên giường rồi. Nhưng, Lam Y Nhân lại có chút bực bội, nàng cầm chén lên, uống một hơi cạn sạch hết trà bên trong, sau đó đặt xuống. Tiểu Phong, rót thêm trà cho ta đi. Đêm hãy tâm sự với nhau đi, rồi lên kế hoạch thật tốt cho tương lai của ngươi. Lam Y Nhân nghĩ đêm nay không trở về khách sạn thì tốt hơn. Nếu về ngay bây giờ, nàng sợ mình không tìm được lý do gì để từ chối Hạ Thiên. Không phải là nàng rất ghét bỏ Hạ Thiên, nhưng nàng thực sự cảm thấy tiến độ như bây giờ quá nhanh. Nàng vẫn cần một chút thời gian để chuẩn bị, mặc dù không biết Hạ Thiên có cho nàng đủ thời gian hay không, nhưng có thể kéo dài được chút nào thì hay chút đó. Chị hai, có vẻ như về sau chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Lan Tuấn Phong vừa nói vừa rót trà cho Lam Y Nhân. Đúng vậy. Tần Hải Duyệt chết, nhà họ Tần sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ngoài ra, cũng có thể nhà họ Quang và nhà họ Liễu bên kia sẽ gây phiền phức cho chúng ta. Quan trọng hơn là, trong nhà họ Lam, người cũng cần phải cạnh tranh với những người khác nữa. Lam Y Nhân nhấp một ngụm trà, giọng nói ít nhiều có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên, thật ra cũng không có vấn đề gì, ta sẽ giúp ngươi. Lam Y Nhân vô thức nghĩ đến Hạ Thiên, nghĩ thầm chắc Hạ Thiên cũng sẽ giúp đỡ. Hơn nữa, cho dù không có Hạ Thiên giúp, bây giờ nàng cũng không phải là một người bình thường nữa. Bản thân là một người tu tiên, ít nhất nàng có thể đảm bảo an toàn cho mình, sau này nàng có thể làm những việc ít phải đắn đo hơn. Lam Y Nhân nâng ly trà lên rồi lại uống cạn sạch một lần nữa, nàng khẽ thở dài, nàng mới nhận ra một điều, đó chính là nàng vẫn chưa thực sự hoàn toàn thay đổi thân phận. Có lẽ vì nàng chuyển từ người thường biến thành người tu tiên quá nhanh, cho nên nàng còn chưa thực sự coi mình là một người tu tiên. Trong tiềm thức, nàng vẫn chỉ coi mình là đại tiểu thư nhà họ Lam, một người phụ nữ xinh đẹp không có năng lực gì đặc biệt. Nhưng nàng đang bắt đầu thích nghi với thân phận mới, dù sao thì trong vài giờ trước đó, về cơ bản nàng đã thích ứng được với năng lực mới. Năng lực kia thực sự rất thần kỳ. Người nam nhân tên Hạ Thiên kia cũng thực sự rất thần kỳ, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn lại có thể làm cho nàng trở nên mạnh mẽ như vậy. Thực ra vừa nãy, nàng đã nhìn thời gian. Từ nơi đó chạy đến nơi này, tốc độ còn nhanh hơn cả lái xe. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, nàng thực sự cảm thấy có chút mơ hồ, đây không phải là nằm mơ giữa ban ngày chứ. Nhưng, chuyện này thực sự không phải đang nằm mơ giữa ban ngày, tất cả mọi thứ đều thần kỳ như vậy. Chương 1582, Tần Tân. Lam Y Nhân biết, từ giờ trở đi, nàng đã coi như chính thức bước vào một thế giới mới, nàng không biết rốt cuộc chuyện đó nên được xem là may mắn hay xui xẻo. Nhưng nàng biết rằng mình thực sự đang mong chờ một cuộc sống mới ở thế giới mới này. Trong vô thức, Lam Y Nhân cảm thấy mình hình như có chút hưng phấn, cả người như có chút nóng lên. À, không đúng. Lam Y Nhân phát hiện mình thật sự có chút nóng, miệng cũng hơi khát. Tiểu Phong, rót thêm cho ta một chén trà. Lam Y Nhân vừa nói vừa đưa chén qua, kỳ lạ, tại sao lại thấy hơi nóng nhỉ? Không mở máy điều hòa sao? Mặc dù bây giờ đang mùa hè, nhiệt độ không khí cũng có chút cao, nhưng lúc vừa mới tới Lam Y Nhân còn cảm thấy rất mát mẻ. Trước đó nàng chạy đường xa như vậy cũng không thấy nóng. Tại sao bây giờ lại trở nên nóng chứ? Chị hai, có phải do ngươi mặc quần áo dày quá rồi không? Lam Tuấn Phong vừa nói vừa tiếp tục rót trà. Bộ quần áo này của ta không dày mà. Lam Y Nhân lại uống thêm một ngụm trà, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi nóng nên đứng dậy nói, thôi, ta đi rửa mặt đã. Lam Y Nhân vừa đi được một bước thì đột nhiên cảm thấy đầu của mình choáng váng một trận, sau đó nàng ngồi trở lại trên ghế sofa. Kỳ lạ, sao ta lại chóng mặt vậy? Lam Y Nhân lẩm bẩm, bây giờ cơ thể của nàng nên rất tốt, cũng là người tu tiên, làm sao còn choáng đầu được chứ? Chẳng lẽ là do trước đó nàng đã chạy quá xa nên mới mệt nhọc như vậy? Vấn đề là, lúc trước nàng không hề cảm thấy mệt mỏi. Thật xin lỗi, chị hai, lúc này...
giọng nói của Lam Tuấn Phong lọt vào tai của Lam Y Nhân. Nghe nói như thế, sắc mặt của Lam Y Nhân thay đổi, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lam Tuấn Phong với vẻ mặt khó tin, Tiểu Phong, ngươi, lời này của ngươi là... Nhìn cha một chút, Lam Y Nhân chợt hiểu ra, ngươi, ngươi cho ta uống thuốc mê sao? Chị hai, thật sự xin lỗi, ta không muốn ngồi tù. Khuôn mặt Lam Tuấn Phong xuất hiện một tia áy náy, nhưng hắn rất nhanh đã trở lại bình thường, ngươi biết không, ta là người rất vô dụng. Ta không thể chống chọi ở trong tù lâu được, nhưng ngươi lại kiên cường hơn ta. Ta tin rằng qua đêm nay, ngươi vẫn có thể sống tốt như cũ. Lam Tuấn Phong, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì vậy? Lam Y Nhân bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm, lúc đầu nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng bây giờ lại có chút tỉnh táo, nàng đã mơ hồ biết được một điều, đó chính là, nàng đã bị chính em trai ruột mình bán đứng. Chị hai, thật ra ta không được cảnh sát thả ra. Lam Tuấn Phong nhìn Lam Y Nhân, thật ra vì ta đột nhiên bị bệnh, sau đó được đưa đến bệnh viện. Chỉ có điều xe cấp cứu lại đưa ta đến đây, muốn để ta làm một việc trước. Nếu như ta không làm tốt việc này, vậy thì ta vẫn sẽ phải ngồi tù. Chị hai, người rất thông minh nên tự nhiên sẽ hiểu ta phát bệnh là giả, có người đã sắp xếp cho ta tới đây gặp ngươi, mới là thật. Là người nhà họ Tần sao? Lam Y Nhân nhìn Lam Thanh Phong, chứng cứ phạm tội của ngươi đang ở trong tay bọn họ, ngươi không muốn ngồi tù nên chỉ có thể đi tìm bọn họ, ngươi nghĩ làm như vậy, đúng hay không? Lam Y Nhân, ta rất thích một người phụ nữ có bộ ngực lớn và đầu óc giống như ngươi đấy. Lúc này, một giọng nói truyền đến, ngươi không hổ là người phụ nữ mà Hải Duyệt nhà ta coi trọng, ánh mắt chọn phụ nữ của hắn thật sự không tệ. Tần Tân, là ngươi. Lam Y Nhân quay lại thì phát hiện một người đàn ông trung niên đang bước xuống cầu thang, hơn nữa người đàn ông trung niên này, nàng đã quen biết từ lâu, đó chính là cha ruột của Tần Hải Duyệt, Tần Tân. Lam Y Nhân, tất nhiên là ta rồi. Tần Tân đi về phía Lam Y Nhân, trong ánh mắt hắn không che giấu được dục vọng, còn có mấy phần hương vị điên cuồng, con trai ta đến chết cũng không thể đụng vào một sợi tóc của ngươi, bây giờ, ta sẽ thay con trai thực hiện nguyện vọng của hắn. Ta tin rằng, dưới suối vàng hắn biết được cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Ngươi, ngươi thế mà, Lam Y Nhân nhìn Tần Tân với sắc mặt không thể tin được. Tần Tân muốn thay Tần Hải Duyệt trả thù là điều bình thường. Thế nhưng Lam Y Nhân không bao giờ nghĩ rằng Tần Tân lại có ý đồ xấu xa như vậy. Lam Y Nhân, ta nghe nói hiện tại ngươi vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ. Tần Tân cười lên ha hả, tốt lắm, ta lập tức đến kiểm tra một chút xem tin đồn này là thật hay giả. Tần Tân quay đầu nhìn về phía Lam Tuấn Phong, dáng vẻ hắn có chút không thể chờ đợi, được rồi, ngươi có thể đi rồi, ta sẽ ở chỗ này kiểm tra một chút. Tần Thúc, chứng cứ kia, Lam Tuấn Phong không có lập tức rời đi. Chờ ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Sắc mặt hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn, bây giờ, lập tức lăn đi cho ta. Tiểu Phong, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự muốn đối xử với ta như vậy sao? Lam Y Nhân nhìn Lam Tuấn Phong, ta là chị ruột của ngươi, là người chị thân thiết nhất, ngươi đã quên rồi sao? Thật xin lỗi, chị hai, ngươi là người thân của ta, nhưng trên thế giới này, người thân thiết nhất vẫn là bản thân mình. Lúc này... Trên mặt của Lam Tuấn Phong không hề nhìn thấy một tia áy náy, ta không muốn ngồi tù, ta cũng không thể ngồi tù, còn có. Dừng lại một chút, Lam Tuấn Phong mới tiếp tục nói, chị hai, Tần Thúc là người đứng đầu của gia tộc hàng đầu ở thành phố Quế, ngươi làm người phụ nữ của hắn cũng không chịu mất mát gì, thật ra, phụ nữ chắc chắn sẽ phải trải qua một lần như thế. Được rồi, đi mau đi, Tần Tân hơi không kiên nhẫn, phất tay. Chuyện kia, Tần Thúc, ngươi cứ thoải mái hưởng thụ đi. Ta lên lầu trước. Lam Tuấn Phong đứng dậy đi về phía cầu thang, mà cùng lúc đó, Tần Tân cũng đang nóng vội bước nhanh về phía Lam Y Nhân. Khi Lam Tuấn Phong bước lên cầu thang để chuẩn bị lên lầu, hắn liếc nhìn lại, sau đó hắn nhìn thấy Tần Tân đang đi về phía Lam Y Nhân, chị hai của mình. Chương 1583. Không còn dây dưa gì nữa. Lam Tuấn Phong có chút do dự, nhưng cái chớp mắt tiếp theo, hắn đã xoay người tiếp tục lên lầu. Sau đó, đúng lúc này, Lam Tuấn Phong lại nghe được một tiếng hét thảm, a. À. Tiếng gào thảm này, nghe lại rất quen thuộc, hơn nữa, là âm thanh của nam nhân. Một cảm giác không an toàn dâng lên, Lam Tuấn Phong vội vàng quay đầu, chợt phát hiện một bóng người đang bay về phía hắn, mà người này, không ngờ lại là Tần Tân. Ách, Lam Tuấn Phong cũng đau hừ một tiếng, tiếp đó lập tức bị Tần Tân đập vào ngã trên mặt đất, mà lúc này, Lam Tuấn Phong vẫn không nghĩ ra, đây... Rốt cuộc là ai đá Tần Tân bay tới chứ?
Tần Tân Như đã sớm hôn mê, Lam Tuấn Phong có chút phí sức mới đẩy nổi hắn ra, tiếp đó tính toán bỏ dậy từ dưới đất. Đúng lúc này, Lam Tuấn Phong lại phát hiện, trong phòng có thêm một người, mà nhìn thấy người đó, Lam Tuấn Phong lập tức đã hiểu, thì ra lại là tên khốn Hạ Thiên kia. Vợ Tiểu Y Y, một cước này của nàng, không tệ nha. Lúc này, giọng nói của Hạ Thiên chợt vang lên, rõ ràng lại chẳng giống với suy nghĩ của Lam Tuấn Phong, người đá bay Tần Tân, thật ra không phải Hạ Thiên, mà là Lam Y Nhân. Dù đang bị hạ độc, nhưng bây giờ, khí lực vốn có của Lam Y Nhân vẫn còn, dù đầu có hơi choáng, cũng không phải mất đi thần trí, cho nên, khi Tần Tân bổ nhào qua chỗ nàng, nàng dường như không có chút do dự nào, đã đá một đòn ra. Một đá đó của Lam Y Nhân có lẽ đã dùng hết sức lực, kết quả có thể tưởng tượng được, Tần Tân coi như không chết, cũng hơn mất đi nửa cái mạng. Chồng, anh làm sao lại tới đây? Cảm nhận được cái ôm có chút quen thuộc, còn có âm thanh thân quen kia, nhất thời, Lam Y Nhân có cảm giác như muốn khóc, mà, một tiếng chồng lần này của nàng, hoàn toàn là theo bản năng, thật lòng kêu ra. Vợ Tiểu Y Y, ta phát hiện đứa em trai ngốc của nàng và một người khác đang chuẩn bị tính kế nàng, ta mới tới. Hạ Thiên thuận miệng nói, video vừa nãy hắn được gửi, lại có quá trình Tần Tân và Lam Tuấn Phong tiến hành thương lược, đoán chừng hai tên kia, cũng chẳng nghĩ ra việc đó đã bị ghi lại. Chồng, hắn, bọn hắn hạ độc ta, bây giờ Lam Y Nhân lại bắt đầu thấy cơ thể có hơi khô nóng. Vợ Tiểu Y Y, ta biết, Hạ Thiên trả lời một câu, cùng lúc đó, một cỗ linh khí lửa băng đã xuyên vào cơ thể Lam Y Nhân. Cũng chỉ trong nháy mắt, Lam Y Nhân cảm giác được toàn bộ sự khô nóng trong thân thể, nháy mắt đã biến mất, cả người cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại. Được rồi, vợ Tiểu Y Y, nàng không sao rồi. Hạ Thiên nói nhanh, há, hai đứa đần kia lại dám hạ thuốc vợ ta đi xử lý bọn hắn trước. Hạ Thiên ôm lấy Lam Y Nhân, lách mình tới trước mặt Lam Tuấn Phong. Không, đừng, chị hai, cứu mạng với. Lam Tuấn Phong bị dọa đến vãi cả linh hồn, vội vàng kêu to lên. Chồng, tính kế, Lam Y Nhân dùng ánh mắt căm ghét nhìn Lam Tuấn Phong, chúng ta trở về khách sạn, chỗ bẩn thỉu này, ta một giây cũng không muốn đợi thêm. Hạ Thiên vốn đã nhấc chân lên, chuẩn bị dẫm về hướng Lam Tuấn Phong, nghe được lời kia của Lam Y Nhân, hắn nhanh chóng thu chân lại, tiếp đó, một chân dẫm lên mặt đất. Cả tòa biệt thự đột nhiên bắt đầu chấn động, sau đó, ầm vang đổ sụp, cùng lúc đó cả đang biệt thự sụp xuống, Hạ Thiên đã ôm Lam Y Nhân lách mình rời đi. Chồng, anh làm biệt thự. Lam Y Nhân nhìn xem biệt thự đang sụp đổ, lúc nhất thời có chút ngẩn người. Vợ Tiểu Y Y, chỗ rách nát thế này, vẫn nên biến mất. Hạ Thiên thuận miệng nói, rác rưởi bên trong cũng đúng lúc chôn chung luôn. Lam Y Nhân vốn còn muốn hỏi Lam Tuấn Phong và Tần Tân bên trong thế nào, nhưng rất nhanh, nàng đã từ bỏ, vì nàng cảm thấy, mình không cần quan tâm nữa. Trước khi tới biệt thự này, nàng vẫn rất quan tâm tới đứa em trai ruột Lam Tuấn Phong kia, mà vốn dĩ lý do nàng để ý hắn, vì nàng vẫn cảm thấy, dù người em trai này vô dụng, nhưng vẫn luôn rất quan tâm tới chị mình. Nhưng, bây giờ, nàng đã hiểu rõ, Lam Tuấn Phong quan tâm nhất chẳng qua là chính hắn thôi, mà người chị này, tùy thời sẽ luôn có thể bán đứng. Đã như vậy, vậy nàng cũng không có gì để ý nữa, Lam Tuấn Phong sống hay chết, với nàng mà nói, đã không còn quan trọng. Trước mắt đột nhiên sáng lên, Lam Y Nhân phát hiện mình đã về tới phòng khách sạn. Vợ Tiểu Y Y, không cần xen vào chuyện đứa em trai ngốc kia của nàng nữa, giờ chúng ta đã có thể an tâm luyện công. Âm thanh của Hạ Thiên cũng vang lên bên tai Lam Y Nhân. Lam Y Nhân quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, trong lúc nhất thời, trong lòng có loại cảm giác không nói ra được. Chồng, trên đời này, vẫn là anh đối với ta tốt nhất. Lam Y Nhân nhẹ nhàng nói. Gia tộc gì đó, chỉ là xem nàng như thẻ đánh bạc có thể lợi dụng, đứa em ruột cùng nhau lớn lên, cũng tùy thời đều bán đứng nàng. Kết quả là, Lam Y Nhân phát hiện, chân chính đối tốt với nàng, lại là người đàn ông quen biết nhau chưa đến 3 ngày trước mắt này, khiến nàng có loại cảm giác đau buồn, nhưng cùng lúc, như lại có loại hương vị đã được giải thoát. Từ nay về sau, nàng và nhà họ Lam, sẽ không còn dây dưa gì nữa. Chương 1584, trao thân. Vợ Tiểu Y Y, ta là chồng nàng, đương nhiên là ta đối với nàng tốt nhất rồi. Hạ Thiên có chút kỳ quái nhìn Lam Y Nhân, nàng vẫn có chút ngốc đi, còn nói mấy lời này. Đột nhiên Lam Y Nhân cười lên, cười hết sức vũ mị, hết sức động lòng người. Sau đó, quần áo trên người nàng chậm rãi trượt xuống. Gợi cảm, làm cho người ta cảm thấy khô nóng.
chồng, ta cũng sẽ đối với anh thật tốt. Vào giờ phút này, làm y nhân đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, đây là thời cơ nàng vẫn luôn chờ đợi, một thời cơ để nàng cam tâm tình nguyện. Đây cũng là một loại lãng mạn nàng mong muốn. Đương nhiên, làm y nhân không ngờ, loại lãng mạn này, thời gian lại hơi dài, vì trong thời gian 3 ngày tiếp theo, nàng trên cơ bản đều không rời khỏi phòng ngủ. Đây vốn cũng chẳng có gì, mấu chốt là, nàng còn chưa mặc quần áo. Chồng, anh thả ta ra đi. Bây giờ Lam Y Nhân đang dùng âm thanh lười nhác ngạo kiều vô lực năn nỉ, ta thật sự đói bụng rồi. Trong 3 ngày này, ngược lại cũng không phải không ăn gì, chỉ là có hơi tiêu hao quá nhiều sức. Không đợi Hạ Thiên nói chuyện, Lam Y Nhân lại mở miệng nói ra, chồng, ta không muốn ăn đồ bọn hắn đưa tới nữa, ta muốn ra ngoài ăn cơm, ta muốn ăn lẩu. Lam Y Nhân thấy mình thật sự cần một bữa cơm no đủ, bằng không sẽ chẳng cách nào bù lại, đương nhiên, mấu chốt nhất là, nàng cũng rất muốn xuống giường mặc quần áo tử tế, bằng không thì thời gian này sẽ không có cách nào qua được. Được, vợ tiểu y y, vậy đợi lát nữa chúng ta đi ăn lẩu đi. Cuối cùng, Hạ Thiên cũng thả Lam Y Nhân ra, mà Lam Y Nhân nắm lấy cơ hội, nhanh chóng nhảy xuống giường, tiếp đó cầm quần áo lên, chạy vào trong phòng tắm. Nửa giờ sau, Lam Y Nhân nhìn vào trong gương, phát hiện càng thấy thích thân hình của mình. Trong thời gian 3 ngày, nàng từ hoàng hoa đại khuê nữ đã biến thành mỹ thiếu phụ gợi cảm, vóc người này cũng càng thêm gợi cảm mê người, trong đầu nhanh chóng lướt qua tất cả chuyện trong 3 ngày 3 đêm vừa qua, gương mặt của Lam Y Nhân lại từng chút nóng dần lên, trong lòng cũng nhịn không được oán thầm Hạ Thiên. Gia hỏa đó nói luyện công gì hả, còn không phải ở đó biến đổi tư thế giày vò nàng. May giờ nàng đã là người tu tiên, bằng không, thì sớm mệt chết. Vợ tiểu y y, ta đã nói nàng, sau khi nàng chân chính làm vợ của ta, dáng người sẽ trở nên tốt hơn mà. Âm thanh của Hạ Thiên đột nhiên truyền đến từ phía sau. A, à, Lam Y Nhân duyên dáng kêu to một tiếng, tiếp đó lợi dụng tốc độ thật nhanh mặc quần áo tử tế, nàng cũng không muốn lại bị giày vò nữa. Vợ tiểu y y, nàng vội mặc quần áo thế làm gì vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực, ta cũng không phải chưa có nhìn. Không cho anh nhìn nữa. Lam Y Nhân xoay người, cho Hạ Thiên một ánh mắt hơi kiều mị, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn lẩu, ta thật sự đói bụng rồi. Lam Y Nhân ra khỏi phòng tắm, tiếp đó tìm túi sách của mình, từ bên trong lấy điện thoại di động ra, vào buổi tối 3 ngày trước kia, nàng đã tắt nguồn điện thoại, vừa mới mở máy một cái, đã phát hiện quả nhiên ghi chép có rất nhiều cuộc gọi đến, còn có một số tin nhắn. Lam Y Nhân cũng không xem mấy tin nhắn kia, không có trả lời điện thoại, chỉ cầm túi sách theo, tiếp đó đến bên cạnh Hạ Thiên, ôm cánh tay của hắn, chồng, đi thôi. Hạ Thiên kỳ thực sớm đã mặc quần áo tử tế, một thân hắn dù sao vẫn rất tốt, hắn thuận tay đặt lên eo Lam Y Nhân, đang chuẩn bị lần nữa nhảy từ trong cửa sổ ra. Chồng, đi thang máy đi, đừng nhảy cửa sổ, Lam Y Nhân lập tức nói. Thế là, cuối cùng Hạ Thiên ôm Lam Y Nhân đi ra khỏi phòng, tiếp đó hai người cùng nhau đi thang máy xuống lầu. Thời điểm hai người ra khỏi khách sạn, ánh mắt phục vụ viên sân khấu nhìn qua hai người, ít nhiều vẫn có chút quỷ dị, không chỉ vì dung mạo Lam Y Nhân xinh đẹp, mà vì, người phục vụ đó biết Lam Y Nhân khoảng chừng mấy ngày đã không hề rời khỏi gian phòng. Bây giờ, cũng đang là giữa trưa, chính là thời gian ăn cơm, dù Lam Y Nhân vừa bị giằng co mấy ngày, nhưng dù sao cũng là người tu tiên, khôi phục tương đối nhanh, ít nhất, lái xe vẫn không có vấn đề là, xe của nàng, còn đang ở nhà họ Ninh. Cuối cùng hai người đón xe taxi tới một tiệm lẩu, 10 phút sau, Lam Y Nhân không còn quan tâm hình tượng thục nữ, bắt đầu ăn lẩu. Bên này Lam Y Nhân ăn đến rất vui vẻ, thì phía bên thành phố Quế, có rất nhiều người đều đang không vui. Cục cảnh sát tổ trọng án. Điên Thanh, bây giờ đang khá đau đầu, trong vòng vài ngày qua, sự việc xảy ra, thật sự rất nhiều, đơn giản là cộng hết lại còn nhiều hơn so với số lượng tất cả đại án mấy năm nay hắn làm cảnh sát từng thấy. Tần Hải Duyệt chết vốn đã đủ dày vò hắn, có thể tiếp nhận hết sự việc xảy ra, lại làm cho Điền Thành bắt đầu cảm thấy, Tần Hải Duyệt chết ở hộp đêm như chẳng được coi là gì. Đầu tiên là có người phát hiện thi thể một phụ nữ, mà sau khi cảnh sát điều tra, phát hiện người phụ nữ đó, chính là một lính đánh thuê tới từ nước ngoài, kiêm chức sát thủ. Một sát thủ đến thành phố Quế, hơn nữa còn chết ở đây, Điền Thành không thể không coi trọng, tiếp tục điều tra sau đó. Lại phát hiện nữ nhân này còn hai người đồng bạn cùng theo tới thành phố, sau đó khiến Điền Thành như đụng vào đại địch, phát động thêm cảnh lực lượng tiếp tục điều tra, nhưng sau đó, sự việc lại phát triển theo hướng khá quái dị.
cảnh sát tìm được hai người ở bệnh viện kia, nghe nói, hai người được người bới thùng rác phát hiện, chỉ là sau khi đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện hai người kia cũng không bị thương gì, sau đó, hắn mới đưa hai người ấy đến cục cảnh sát, đang muốn thẩm vấn thật tốt một phen, nhưng vấn đề là, vẫn còn chưa kịp thẩm vấn, hai người này đã nói hết tất cả. Chương 1585, dấu hỏi chấm. Hai người này không phải tới để giết người, trên thực tế là đến để bắt cóc, mà đối tượng phải bắt cóc, cũng làm cho Điền Thành sợ hết hồn, hóa ra là Ninh Nhụy Nhụy. Điền Thành đương nhiên biết Ninh Nhụy Nhụy, Ninh Nhụy Nhụy không chỉ là niềm tự hào của thành phố Quế, còn là niềm tự hào của toàn thể người Hoa, nhưng thật ra hắn cũng không biết Ninh Nhụy Nhụy đã về thành phố Quế. Ngay lúc Điền Thành chuẩn bị đến thăm Ninh Nhụy Nhụy một chút, lại có người phát hiện một số người đang ở bãi rác, mà những người này rõ ràng đến từ nhà họ Ninh, số khác thì đến từ một gia tộc lớn ở nước ngoài, nhà họ Hồ, tóm lại, lai lịch đều rất lớn. Sau đó, Điền Thành bắt đầu phát hiện ra một chuyện, đó là những chuyện này đều liên quan đến Hạ Thiên, mà Ninh Nhụy Nhụy rõ ràng cũng quen biết Hạ Thiên, hình như quan hệ rất mật thiết, ít nhất, Ninh Trung Khải và Hồ Gia Văn đều nói như vậy. Hồ Gia Văn tố cáo Hạ Thiên đánh gãy chân hắn, nhưng Điền Thành lại không đi bắt người, người đó không thể bắt được. Ngay khi Điền Thành bị những chuyện này làm cho sứt đầu mẻ chán, thì một chuyện lớn hơn đã xảy ra. Đầu tiên, Điền Thành nhận được tin tức, Lam Tuấn Phong đã bỏ trốn, giả vờ bị bệnh sau đó được một chiếc xe cấp cứu giả mạo đưa đi rồi. Chuyện đó khiến Điền Thành đầu tiên lại nghi ngờ do Hạ Thiên làm, nhưng nhất thời hắn lại cảm thấy không đúng, nếu Hạ Thiên thật sự có quyền lớn như vậy, hình như vốn dĩ không cần làm như vậy. Ngay khi Điền Thành đang phái người truy tìm tung tích của Lam Tuấn Phong, thì biệt thự của Lam Tuấn Phong đã sập rồi. Sau đó nữa, mọi người phát hiện ra hai thi thể bên trong biệt thự, một trong số đó chính là Lam Tuấn Phong, mà người còn lại bất ngờ là Tần Tân. Khi nghe được tin tức này, Điền Thành cảm thấy bản thân sắp điên mất rồi, đây là chuyện gì vậy, có để người ta làm cảnh sát nữa hay không? Không phải không thể xảy ra vụ án lớn, nhưng cũng không thể đều xảy ra cùng một lúc thế này chứ. Trong mấy ngày qua, Điền Thành liên tục bị gọi điện đến, cục trưởng cũng hết lần này đến lần khác gọi tới, muốn để hắn nhanh chóng kết án các kiểu, làm Điền Thành đau đầu không dứt. Tổ trưởng, một nữ cảnh sát đi vào phòng làm việc, chính là Trương Giai. Có tin tức gì mới sao? Trong giọng điệu của Điền Thành có chút mỏi mệt. Tổ trưởng, vẫn không tra được gì cả. Trương Giai cũng có chút bất đắc dĩ, hiện tại điều duy nhất có thể xác định chính là, sau khi Lam Tuấn Phong trốn khỏi đồn cảnh sát, có gọi một cuộc điện thoại cho Lam Y Nhân, nhưng chuyện kia cũng không có gì lạ, dù sao hắn cũng là em trai của Lam Y Nhân, gọi điện thoại cho Lam Y Nhân rất bình thường. Về phần Lam Y Nhân, mấy ngày nay, nàng vẫn đang ở khách sạn Tân Quế. Ngừng một chút, Trương Giai lại bổ sung thêm, dựa theo ghi chép của khách sạn Tân Quế bên đó cho thấy, Lam Y Nhân đã ở trong phòng tổng thống của khách sạn trước khi sự việc xảy ra ở biệt thự, sau đó vẫn không rời đi. Tiếng chuông di động vang lên, cắt ngang lời Trương Giai lấy di động ra, trả lời cuộc gọi, một phút sau đã cúp máy. Tổ trưởng, Lam Y Nhân vừa mới rời khỏi khách sạn, quả như ta dự đoán, người đàn ông đi với nàng đúng là Hạ Thiên, mà mấy ngày nay nàng đều ở cùng với Hạ Thiên, cho nên, nàng hẳn không có gì đáng nghi ngờ. Trương Giai tiếp tục nói. Nói như vậy, Hạ Thiên cũng không có gì đáng ngờ. Điền Thành nhẹ nhàng thở dài, đối với hắn mà nói, đây thật ra là một tin tức tốt, dù sao, hắn cũng không thể điều tra Hạ Thiên. Đúng vậy, tuy ta cảm thấy Hạ Thiên có vấn đề, nhưng lần này hắn hẳn không có gì đáng ngờ. Trương Giai rõ ràng vẫn không có thiện cảm với Hạ Thiên, mấy ngày qua, hắn chắc chắn đều ở cạnh Lam Y Nhân. Điền Thành gật đầu, một người đàn ông và một đại mỹ nữ gợi cảm như Lam Y Nhân vẫn luôn ở trong khách sạn, ai cũng biết bọn hắn đang làm gì, mà một người đàn ông bình thường gặp một mỹ nữ như Lam Y Nhân, 3 ngày không rời phòng, cũng rất bình thường. Đúng rồi, tổ trưởng, ngược lại có một chuyện rất kỳ lạ. Trương Giai đột nhiên nhớ tới một việc, ta đã hỏi khách sạn, phòng tổng thống đó, thật ra cũng không phải Lam Y Nhân và Hạ Thiên đặt. Vậy là ai đặt? Điền Thành giật mình. Nghe nói là đại minh tinh Triệu Khả Nhi đặt, chuyện này rất kỳ lạ, vốn dĩ Triệu Khả Nhi đã đặt 3 ngày, tiền phòng cũng đã trả rồi, nhưng không ở đêm nào, đột nhiên rời khỏi đó, nghe nói có việc gấp, sau đó căn phòng hình như thuộc về Hạ Thiên. Vẻ mặt của Trương Giai kỳ quái, 2 ngày trước, bên khách sạn gọi điện thoại cho Triệu Khả Nhi nghe nói Hạ Thiên đang ở đó, lại trả thêm tiền phòng mấy ngày nữa, còn bảo với bên khách sạn, bất kể Hạ Thiên ở bao lâu cũng được, nàng sẽ trả tiền. Hạ Thiên này,
chẳng lẽ có quan hệ gì đặc biệt với Triệu Khả Nhi sao? Điền Thành cau mày, nhưng nếu bọn hắn thực sự có quan hệ mật thiết, thì Triệu Khả Nhi nên ở lại khách sạn mới đúng. Ta cũng không biết, chuyện đó rất kỳ lạ, đúng rồi, sau khi Triệu Khả Nhi rời khỏi thành phố Quế, đột nhiên đổi tên, hiện giờ gọi là Ngải Nhi, ngay cả họ Triệu cũng không dùng. Trương Giai dường như khá rõ những chuyện bên lề này. Chương 1586, bất cứ chuyện gì ta cũng đều có thể giải quyết. Hạ Thiên này, Điền Thành khẽ thở dài, rốt cuộc là ai đây? Trương Giai không trả lời, câu hỏi này, nàng cũng muốn biết đáp án. Đối với loại vấn đề đó, Lam Y Nhân đã không còn quan tâm nữa, điều nàng quan tâm nhất hiện giờ chỉ là nồi lẩu trước mắt, mấy ngày nay ăn có chút thanh đạm, mức độ vận động lại rất lớn, cho nên hiện tại ăn lẩu thấy hương vị khá mặn, nhưng vẫn cảm thấy ăn rất vui. Lúc này, tiếng chuông di động lại vang lên, Lam Y Nhân liếc nhìn một cái, cũng không nghe điện thoại, tiếp tục ăn lẩu. Chồng, anh không đói sao? Bây giờ, Lam Y Nhân mới phát hiện ra một chuyện khác, đó là Hạ Thiên lại không ăn lẩu, có chút không bình thường lắm. Nhìn thấy dáng vẻ tựa như đang ngẩn người của Hạ Thiên, trong lòng Lam Y Nhân có chút buồn bực, tên gia hỏa sẽ không phải lại đang nghĩ đến cô vợ chân dài nào đó của hắn đấy chứ. Trong lúc không để ý, Lam Y Nhân có chút ghen tuông, cũng có chút buồn bực, cái tên biến thái chết tiệt này sẽ không phải đang ghét bỏ thân hình của nàng không đủ đẹp đấy chứ. Nhưng lúc trước ở khách sạn, cũng không thấy hắn ghét bỏ mà, giày vò nàng đến mức biến thành dáng vẻ như quỷ chết đói đầu thai đây sao? Vợ tiểu y y, ta có thể không cần ăn rất lâu. Ngược lại Hạ Thiên đã hoàn hồn lại, sau này nàng cũng có thể giống ta, không ăn mấy ngày cũng không sao. Trong lúc nói chuyện, Hạ Thiên cầm đũa lên, nhưng ta vẫn thích ăn gì đó. Vậy vừa rồi anh đang nghĩ gì? Lam Y Nhân vẫn không nhịn được hỏi. Vợ tiểu y y, chúng ta gặp phải một phiền phức nho nhỏ. Hạ Thiên vớt một viên thịt bò bỏ vào miệng, nhưng không sao, ta sẽ giải quyết, nàng ăn trước đi là được. Biết Hạ Thiên không phải đang nghĩ đến cô vợ chân dài nào đó, ngược lại trong lòng Lam Y Nhân cảm thấy thoải mái hơn không ít, sau đó, nàng tiếp tục ăn lẩu, về phần phiền phức nhỏ gì đó, nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao hiện giờ dường như nàng đang gặp phải rất nhiều phiền phức. Gần nửa giờ sau, lúc Lam Y Nhân đã ăn sắp no rồi, thì ngay sau đó lúc tiếng chuông di động của nàng lại vang lên, sau khi nàng liếc nhìn một cái rồi nhận điện thoại. Giang luật sư, có chuyện gì sao? Gọi điện thoại tới không phải ai khác mà chính là luật sư Giang Tỉnh. Lam tiểu thư, ta tìm ngươi mấy ngày rồi, có thể gặp mặt nói chuyện được không? Đầu điện thoại bên kia, giọng điệu của Giang Tỉnh có vẻ hơi lo lắng, ngươi đang ở đâu? Nếu tiện cho ngươi, thì bây giờ ta có thể đến tìm ngươi. Được, ngươi đến đây đi. Lam Y Nhân cũng không nhiều lời, trực tiếp nói địa chỉ quán lẩu, sau đó cúp điện thoại. Chưa đến 10 phút, Giang Tỉnh đã xuất hiện ở quán lẩu. Lam tiểu thư, Hạ tiên sinh. Giang Tỉnh đến bên cạnh bàn, chào hỏi hai người, Hạ Thiên ở đây cũng không khiến Giang Tỉnh cảm thấy bất ngờ, dáng vẻ coi như là chuyện đương nhiên. Giang luật sư, ngồi xuống trước đi. Lam Y Nhân cười nhạt, ngươi ăn chưa chưa? Ăn rồi, Giang Tỉnh ngồi xuống, Lam tiểu thư. Ta cũng không vòng vo nữa, người biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Giang luật sư, thật ra ta thật sự không biết, ta nhận được rất nhiều tin nhắn, nhưng ta vẫn chưa kịp xem. Lam Y Nhân lắc đầu, chẳng thà thế này đi, trước tiên ngươi nói cho ta nghe xem. Lam tiểu thư, buổi tối 3 ngày trước, em trai ngươi Lam Tuấn Phong và gia chủ Tần Tân của Tân gia đã cũng chết trong biệt thự. Bây giờ mọi người đều cho rằng hai người bọn hắn vì lý do nào đó nên mới đồng quy vu tận. Bên phía nhà họ Tần gia đang tiến hành đủ loại báo thù nhằm vào nhà họ Lam, mà nhà họ Lam đã hoàn toàn coi như không có quan hệ gì với các ngươi. Giang Tỉnh thấp giọng nói, Lam tiểu thư, tất cả các tài khoản đứng tên ngươi đều đã bị đóng băng, hiện giờ ngươi đã không còn gì cả. Giang luật sư, cũng chỉ có mấy chuyện này thôi sao? Lam Y Nhân có vẻ rất bình tĩnh, tất cả những điều này đối với nàng mà nói, cũng không có gì bất ngờ. Lam tiểu thư, ta là luật sư của Giang gia. Nhưng năm đó cha mẹ ngươi có ơn đối với ta, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta có thể trở thành luật sư riêng của ngươi, giúp ngươi lấy lại tài sản mà ngươi được nhận. Giang Tỉnh cũng nhanh chóng nói rõ mục đích thật sự hắn đến đây. Lam Y Nhân lắc đầu, mỉm cười, Giang luật sư, ta rất cảm ơn ngươi, trong tình hình như vậy, ngươi vẫn muốn giúp ta, thật sự rất hiếm có, nhưng thật sự không cần đâu, một mặt, ta cũng không muốn để ngươi liên lụy tới chuyện đó, ngươi chỉ là một luật sư, không thể đấu lại bọn hắn, mặt khác. Ta rất thích kết quả hiện giờ, bởi vì điều đó có nghĩa là ta đã thật sự được tự do,
bắt đầu từ bây giờ, ta và nhà họ Lam chính thức không còn liên quan gì đến nhau. Nhưng, Lam tiểu thư, về sau ngươi sẽ sống như thế nào? Giang Tỉnh có chút lo lắng. Chồng, anh sẽ nuôi ta đúng không? Lam Y Nhân nhìn về phía Hạ Thiên, nở một nụ cười quyến rũ với hắn. Vợ tiểu Y Y, sao nàng có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy? Hạ Thiên có chút không hiểu, nàng là vợ của ta, đương nhiên ta sẽ nuôi nàng rồi. Lam Y Nhân mỉm cười với Giang Tỉnh, Giang luật sư, ngươi xem đi, ta đã không cần phải lo lắng về tương lai sau này rồi. Đây, Giang Tỉnh cười khổ, được rồi, Lam tiểu thư, ngươi rất thông minh, ta tin sự lựa chọn của ngươi sẽ không sai, nhưng nếu ngươi có gì cần đến ta, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Vợ tiểu Y Y sẽ không cần ngươi đâu, bởi vì bất kể có chuyện gì, ta đều có thể giải quyết. Hạ Thiên lười biếng nói. Giọng điệu đúng là không nhỏ nha. Lúc này, một giọng nói tràn đầy châm chọc truyền đến, cái gì ngươi cũng có thể giải quyết sao? Dáng vẻ như ngươi, tiền bữa lẩu này, ngươi có chắc sẽ trả nổi không đấy? Chương 1587, hoàn hảo. Người tiếp lời là một nam nhân trạc tuổi đôi mươi, dáng người khá vạm vỡ, cũng đang ăn lẩu, ngồi bàn bên cạnh. À, hắn cũng có một người bạn đi chung, nhưng người đó cũng là nam nhân. Lam Y Nhân vốn dĩ đã rất xinh đẹp. Bây giờ lại càng toát lên vẻ quyến rũ mê người của mỹ nhân trưởng thành, ăn lẩu rất dễ phát nóng, vừa nhìn một người đẹp sexy vừa ăn lẩu lại càng dễ khiến đầu óc người ta phát nóng. Không, lúc này, trong đầu của thanh niên vạm vỡ kia đã hơi nóng lên rồi, không nhịn được mở miệng chế nhạo Hạ Thiên. Thật ra, thanh niên vạm vỡ này có lẽ đã nói ra suy nghĩ của nhiều người, phải biết, Lam Y Nhân đã ở nhà hàng lẩu này gần một tiếng đồng hồ, những người thầm nhìn nàng hiện tại đã hơn hai con số rồi. Trong số những người này, cả nam và nữ, họ đều cảm thấy Lam Y Nhân chính là hoa nhài cắm bãi phân châu, nhìn người đàn ông đối diện với nàng, trông hắn khá bình thường thì thôi đi, bộ quần áo đó là cái gì vậy? Áo phông và quần đùi còn có thể chấp nhận được, thời nay, nhiều người thích mặc kiểu này, đây là nhà hàng lẩu, cũng không cần phải ăn mặc lịch sự, nhưng ra ngoài mà mang dép lê à? Như này có hơi quá kém rồi đúng không? Mặc dù nhà hàng lẩu này không đắt lắm. Nhưng nhiều người nhìn vào cũng có thể thấy vừa rồi Lam Y Nhân đã ăn rất nhiều, sau bữa ăn này phải tốn ít nhất 1.000 tệ, bọn họ nghĩ, có khi tên đi dép lê này thực sự không đủ khả năng để chi trả. Nhìn bề ngoài của hắn, e rằng còn không có giá trị bằng nồi lẩu thập cẩm kia. Chúng ta không nói chuyện với ngươi mà nhỉ. Lam Y Nhân lên tiếng, có chút không vui nhìn nam nhân vạm vỡ đó, người này đúng là không thể hiểu nổi, còn nói Hạ Thiên không thể trả tiền lẩu, có phải quá buồn cười rồi không? Vợ tiểu Y Y, mặc kệ tên ngốc đó, ăn nhiều hơn đi. Hạ Thiên gấp một miếng chả cá khác, đưa vào miệng Lam Y Nhân, nào, há miệng. Lam Y Nhân thực sự đã há miệng, cắn miếng chả cá. Vợ tiểu Y Y, nàng càng ngày càng ngoan. Hạ Thiên rất hài lòng về việc này, vợ tiểu Y Y ngoan ngoãn hơn vợ Y Y nhiều. Ngươi nói ai là đồ ngốc? Nam nhân vạm vỡ kia đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt như muốn đánh nhau. Đồ ngốc, tất nhiên là ta nói ngươi rồi. Hạ Thiên hơi sốt ruột, đừng làm phiền ta, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Vãi, muốn đánh ta, người thanh niên vạm vỡ đó sắn tay áo lên, đến đây, ta còn muốn đánh ngươi đây, ta đây đã nói gì sai hả? Ngươi có thể chi trả cho bữa ăn này được không? Nếu ngươi cho rằng ta nói sai, ngươi đi trả tiền cho ta xem, á. Nam nhân vạm vỡ chưa kịp nói hết câu đã thốt lên một tiếng, rồi gục đầu xuống, cắm đầu vào nồi lẩu, sau đó còn thốt ra một tiếng kêu thảm thiết hơn, a. Vợ tiểu Y Y, sao bây giờ lại có nhiều người ngốc như vậy chứ? Sao ta phải chứng minh với hắn rằng ta có tiền? Hạ Thiên nhìn Lam Y Nhân với vẻ chán nản, dù não có bị uống nước lẩu, hắn cũng không cần phải ngốc như vậy đúng không? Não uống nước lẩu. Lam Y Nhân buồn cười, người chồng này vừa tự đặt ra một thuật ngữ mới sao? Tuy nhiên, Lam Y Nhân cảm thấy Hạ Thiên nói đúng, hắn không cần phải chứng minh cho một người qua đường kỳ quặc rằng hắn giàu có. Này, hắn sao vậy? Có phải ngươi, người bạn đi chung với thanh niên vạm vỡ kia chất vấn Hạ Thiên, sau đó hắn cũng lao vào nồi lẩu. Lại là một tên ngốc khác đầu bị uống nước lẩu. Hạ Thiên tự nhủ. Người đứng ngoài quan sát sững sờ, không ai thấy Hạ Thiên làm gì, nhưng ai cũng cảm thấy phần lớn là Hạ Thiên đã làm gì đó. Thưa tiên sinh, mấy người phục vụ vội vàng chạy tới, sau đó nhanh chóng lôi hai tên não bị uống nước lẩu ra, về phần những người khác, lúc này đương nhiên không dám nói lời nào. Phải biết, họ không muốn để não họ uống nước lẩu như vậy đâu. Lam tiểu thư, Hạ tiên sinh,
vậy ta không làm phiền các ngươi nữa. Lúc này, Giang Tỉnh cũng lên tiếng, thật ra mấy ngày trước cũng có nghe nói qua về Hạ Thiên, biết Hạ Thiên có vẻ đánh nhau rất tốt, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, hắn phát hiện Hạ Thiên không chỉ có vấn đề về khả năng đánh đấm, tên này có vẻ rất giỏi đánh người. Ví dụ như bây giờ, ai cũng gần như chắc chắn là Hạ Thiên làm, nhưng không một ai có bằng chứng, từ góc độ luật sư, hắn cảm thấy đây có thể gọi là hoàn hảo. Dù sao, không ai có thể làm gì Hạ Thiên nếu không có bằng chứng. Giang Tỉnh rời đi trước, hắn cảm thấy Lam Y Nhân chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì, đương nhiên hắn không biết Hạ Thiên không cố ý để người ta tìm không được chứng cứ, hắn chỉ dùng phương pháp bình thường của mình mà thôi. Với năng lực của hắn, muốn dạy dỗ một nhân vật nhỏ như vậy, đương nhiên chẳng cần đứng dậy cũng không cần tiếp xúc thân thể. Chương 1588, ta liều mạng với ngươi. Chồng ơi, anh no chưa? Hay chúng ta cũng rời đi thôi? Bây giờ, Lam Y Nhân nói, nàng hình như đã ăn quá nhiều rồi, vừa rồi cũng có chuyện xảy ra khiến nàng không muốn ở lại lâu hơn nữa. Vậy thì đi thôi, Hạ Thiên chào người phục vụ, sau đó tiếp tục thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng của A Cửu, sau đó cả hai cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng lầu. Chồng, chúng ta đến chỗ của Ninh Nhụy Nhụy trước nhé. Xe ta vẫn để ở nhà của nàng ấy. Lam Y Nhân muốn lấy xe, nhiều tài khoản ngân hàng của nàng đã bị đóng băng, nhưng chiếc xe vẫn có thể sử dụng được. Được thôi, Hạ Thiên lại đồng ý một lần nữa, sau đó trực tiếp bế Lam Y Nhân chạy đi. Chồng ơi, giờ ta có thể tự chạy được rồi. Lam Y Nhân không nhịn được mà nói. Vợ Tiểu Y Y, ta thích ôm nàng. Hạ Thiên không đặt Lam Y Nhân xuống. Lam Y Nhân không nói gì nữa, lúc này, đối với nàng chuyện được Hạ Thiên ôm đã là thuận lý thành chương. Tuy nhiên, Lam Y Nhân cũng phát hiện ra một chuyện, đó là Hạ Thiên chạy nhanh hơn nàng, hình như chỉ khoảng 1-2 phút, nàng đã đến trước nhà họ Ninh rồi. Xe của Lam Y Nhân vẫn đang đậu bên ngoài nhà họ Ninh, Hạ Thiên trực tiếp đặt Lam Y Nhân xuống, rồi nói, vợ Tiểu Y Y, nàng muốn lái xe về không? Hay ta giúp nàng vác xe về nhé? Vác về. Lam Y Nhân dở khóc dở cười, không hiểu sao hắn nghĩ ra được chuyện này. Không cần, chúng ta lái xe về là được. Lam Y Nhân có chút không nói nên lời, cho dù đã là người tu tiên rồi thì cũng phải sống như người bình thường chứ đúng không? Ít nhất trong mắt Lam Y Nhân, mọi việc vẫn nên như vậy, nếu không thì thế giới sẽ sớm rối tung lên rồi không phải sao? Ồ, vợ Tiểu Y Y, vậy nàng lái xe đi. Hạ Thiên tự ý mở cửa xe, khiến Lam Y Nhân thắc mắc. Lúc trước nàng quên khóa cửa sao? Nhưng Lam Y Nhân cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp lên xe, nhịn không được mà hỏi, anh không đi chào Ninh Nhụy Nhụy à? Sao ta lại phải chào nàng ấy? Hạ Thiên hơi khó hiểu, bây giờ, ta không cần nàng ấy làm vợ ta. Lam Y Nhân lại không nói nên lời, người này thật đúng là, lúc trước hắn khăng khăng muốn lấy Ninh Nhụy Nhụy làm vợ, nhưng hiện tại đã tìm được nàng làm vợ, hắn giống như không quan tâm đến Ninh Nhụy Nhụy chút nào. Cái này gọi là gì? Qua cầu rút ván. Cha, trông có vẻ không đúng lắm. Khởi động xe, Lam Y Nhân chuẩn bị lái xe đi, nhưng lúc này nàng lại nghe thấy một giọng nói có phần khó chịu. Hạ Thiên, tên lưu manh chết tiệt đang làm gì đấy? Ngay khi quay đầu lại, Lam Y Nhân đã nhìn thấy một đôi chân dài nghịch thiên, phải nói đôi chân của Ninh Nhụy Nhụy khiến Lam Y Nhân có chút ghen tị. Nàng thừa nhận ở những phần khác của bộ dáng nàng không hề kém hơn Ninh Nhụy Nhụy. Nhưng đôi chân đó thật sự không thể so sánh với Ninh Nhụy Nhụy. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy đang đứng cạnh xe, vẻ mặt không vui nhìn Hạ Thiên. Vợ Tiểu Y Y, ta vừa làm gì? Hạ Thiên hơi khó hiểu, sau đó hắn lại nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, vừa rồi ta không làm gì cô mà đúng không? Ninh Nhụy Nhụy sững sờ, nàng lập tức nghĩ tới, vừa rồi Hạ Thiên không làm gì, nhưng vấn đề chính là nàng lại tức giận vì chuyện đó, tên lưu manh biến thái này đến nhà nàng. Không vào chào nàng mà cứ chạy đi như vậy thì có quá kỳ cục rồi không? Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, nàng không có quan hệ gì với Hạ Thiên thực sự không có nghĩa vụ phải vào chào nàng, điều này khiến Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy mình không có gì để nói. Nói tóm lại, ngươi là tên lưu manh đáng chết, Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói xong, quay người đi vào trong, đi được hai bước thì cảm thấy mông đau nhói. Bộp! Một lúc sau thanh âm truyền đến, Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên bị đánh. Tiểu muội chân dài, hóa ra ngươi muốn ăn đòn. Giọng nói lười biếng của Hạ Thiên vang lên, Ninh Nhụy Nhụy cuối cùng cũng nhận ra lần này nàng thực sự bị vô lễ rồi. Hơn nữa còn bị đánh ở chỗ như vậy. Chuyện này, cửu tỷ có thể nhịn nhưng nàng thì không thể nhịn được. Hạ Thiên, đồ lưu manh đáng chết, ta phải liều mạng với ngươi.
Ninh Nhụy Nhụy đột ngột quay người lại, muốn lao về phía Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài, IQ của cô đúng là có vấn đề, không đánh lại ta thì đánh với ta làm gì? Hạ Thiên ngạc nhiên, tốt hơn hết cô đừng đánh với ta không muốn đánh cô, chạm vào cô chẳng sướng tay, ta thả đánh vợ Tiểu Y Y còn hơn. Ngươi, mặt Ninh Nhụy Nhụy đỏ bừng tức giận, đây là loại người gì chứ, làm chuyện không đứng đắn với nàng thì thôi đi, lại còn không thích nàng vì chạm vào không sướng. Ninh Nhụy Nhụy cuối cùng vẫn không lao về phía Hạ Thiên, nhưng nàng không nhịn được liếc nhìn Lam Y Nhân, không phải người này chính là mông lớn hơn một chút thôi sao? Cũng đâu ai nói mông lớn một chút là nhất định sở thích. Hừ. Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên phản ứng lại, nàng đang nghĩ đến chuyện gì vậy chứ? Kết quả là Ninh Nhụy Nhụy giữ tợn nhìn Hạ Thiên, tất cả là do tên lưu manh đáng chết kia, khiến cho tâm trí nàng trở nên bất thường. Ninh tiểu thư, ở đây xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, một giọng nói vang lên, cùng lúc đó, một nam nhân đi về phía bên này. Đây cũng là một thanh niên, trông có vẻ hơi bệ vệ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Ninh Nhụy Nhụy, lóe lên tia lửa nóng. Ninh Nhụy Nhụy chưa kịp nói thì người thanh niên đã nhìn Hạ Thiên, tiếp tục nói, Ninh tiểu thư, có phải người này đang quấy rối ngươi không? Nếu vậy, ta sẽ đuổi hắn đi ngay lập tức. Tên ngốc nghếch đó là ai vậy? Hạ Thiên bỗng bất mãn, rõ ràng là tiểu muội chân dài quấy rối ta trước. Chương 1589, lại một tên họ Quang. Người thanh niên kia còn chưa kịp nổi giận, Ninh Nhụy Nhụy ở bên cạnh đã tức giận. Hạ Thiên, đồ lưu manh đáng chết, ai quấy rối ngươi? Sao ta phải quấy rối ngươi? Ninh Nhụy Nhụy nghiến răng, rõ ràng là tên lưu manh nhà ngươi không đứng đắn với ta. Tiểu muội chân dài, đừng nghĩ chỉ số IQ của cô không cao là cô có thể vô lý. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, ta vốn định đi rồi, cô nhất định muốn gọi ta lại, không phải quấy rối ta thì là cái gì? Ta không có không đứng đắn với cô, nhưng cô nhất quyết nói ta là tên lưu manh, ta không đánh cô có phải là quá thua thiệt rồi không? Lam Y Nhân ở một bên đột nhiên cảm thấy đầu của chồng mình có chút kỳ quái, nhưng thật ra rất rõ ràng, tuy rằng suy nghĩ của hắn thường ngày rất kỳ quái, nhưng ít nhất lần này, cách nghĩ của hắn cũng không phải là vấn đề lớn. Ngươi, Ninh Nhụy Nhụy cũng có phần không thể phản bác, dù sao thì ta không có quấy rối ngươi. Ồ, kỳ thật, nếu cô thật sự muốn quấy rối ta, tiểu muội chân dài, ta không ngại, ta nghĩ, có lẽ ta vẫn sẽ để cho cô làm vợ ta. Vẻ mặt Hạ Thiên vô cùng nghiêm túc, mặc dù, ta đã tìm được vợ rồi, nhưng khi luyện công với vợ Tiểu Y Y ta có gặp phải chút rắc rối, cho nên, tiểu muội chân dài, cô vẫn có thể làm một người vợ dự bị. Có quỷ mới làm vợ dự bị của ngươi, Ninh Nhụy Nhụy muốn bóp cổ Hạ Thiên lắm, tên khốn nạn kia lại dám suy nghĩ hão huyền như vậy. Khoan đã, hình như có gì đó không ổn, tên này đã làm Lam Y Nhân rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy theo bản năng nhìn Lam Y Nhân, sau đó phát hiện Lam Y Nhân thực sự có gì đó không ổn. Hình như nàng ấy càng xinh đẹp và gợi cảm hơn, nàng nghe nói phụ nữ một khi. Lưu manh đáng chết, nghĩ đến đây, Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên một cách dữ tợn, hai người đã hỗn chiến mấy ngày, đã làm xong mọi chuyện hơn phân nửa rồi. Vị tiên sinh này, ta không quan tâm ngươi là ai, xin đừng quấy rầy Ninh tiểu thư, nếu không, với tư cách là vệ sĩ của Ninh tiểu thư, ta sẽ phải yêu cầu ngươi rời đi. Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, chính là nam nhân vừa nãy đang nói chuyện, lúc này. Hắn cũng báo ra thân phận của mình, hắn chính là vệ sĩ của Ninh Nhụy Nhụy. Tiểu muội chân dài, sao cô lại tìm một vệ sĩ ngốc như vậy chứ? Hạ Thiên hơi khó hiểu, chỉ số thông minh của hắn còn không bằng cô, đánh nhau chắc cũng không giỏi bằng cô nhỉ, vậy cũng có thể là vệ sĩ của cô à? Này, người có thể đừng nói chuyện khó nghe như vậy nữa được không? Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ông nội nói bây giờ không an toàn nên tìm mấy vệ sĩ. Cho dù hắn không lợi hại bằng ngươi cũng không cần phải nói như vậy được không? Rõ ràng Ninh Nhụy Nhụy cũng đồng ý với lời nói của Hạ Thiên, nàng cũng cảm thấy Hạ Thiên có tư cách xem thường người khác, dù sao thì hắn thật sự rất lợi hại. Nhưng lúc này, vệ sĩ đứng bên cạnh Ninh Nhụy Nhụy không vui, bị Hạ Thiên mắng thì thôi đi, thật ra nàng cũng có vẻ không tin vào năng lực của mình. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn nổi, phải biết, hắn không phải vệ sĩ bình thường, người có thể mời được hắn cũng không nhiều. Quan trọng hơn hắn có chút tình cảm với mỹ nữ Ninh Nhụy Nhụy trước mặt, nhất định phải không để mất mặt mới được. Ngươi nói ta không lợi hại bằng ngươi. Vệ sĩ nhìn Hạ Thiên, ngươi có dám so tài với ta không? Người vệ sĩ không thể tức giận với Ninh Nhụy Nhụy, cho nên hắn đành tìm Hạ Thiên, hắn quyết định dạy cho Hạ Thiên một bài học, đồng thời cũng muốn thể hiện mình trước mặt Ninh Nhụy Nhụy. Quan tiên sinh, chuyện đó vẫn nên thôi đi.
Ninh Nhụy Nhụy nói. Ninh tiểu thư, tuy Quang Bắc ta không dám khẳng định mình là số một thế giới, nhưng ta tin ở thành phố Quế này, ta không phải sợ ai cả. Người vệ sĩ tên Quang Bắc trông không muốn bỏ cuộc. Sau đó, Quang Bắc quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ta là Quang Bắc, Quang trong họ Quang ở thành phố Quế, Bắc trong Đông Nam Tây Bắc, nào, chúng ta cạnh tranh đi. Vợ tiểu y y, sao tên ngốc đó lại ở cùng một nhà với tên ngốc quan Tây kia vậy? Hạ Thiên quay đầu nhìn Lam Y Nhân, có phần ngạc nhiên hỏi. Chồng, họ vốn là người một nhà. Giọng điệu của Lam Y Nhân có cảm giác bất lực, Quang Bắc là em trai của Quang Tây. Lam Y Nhân quay đầu nhìn về hướng Quang Bắc, lại lên tiếng, Quang Bắc, ta khuyên ngươi đừng động thủ, để không sẽ giống như anh trai của ngươi đó. Lam Y Nhân, Quang Bắc thật sự đến tận bây giờ mới nhìn thấy Lam Y Nhân, mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Ninh Nhụy Nhụy, lúc này khi hắn liếc qua khuôn mặt xinh đẹp của Lam Y Nhân, đôi mắt hắn cũng lộ ra vẻ rực lửa. Nhưng ngay sau đó Quang Bắc đã nghĩ thông suốt một chút chuyện, chờ đã, người này là chồng ngươi. Vậy hắn chính là tiểu tử tên Hạ Thiên kia. Lam Y Nhân còn chưa kịp trả lời, Quang Bắc đã nhìn Hạ Thiên, tốt lắm, hóa ra ngươi là Hạ Thiên, ngày hôm qua, ta mới trở về thành phố Quế, ta còn định tính sổ với ngươi, ách. Quang Bắc đột nhiên rên lên một tiếng, rồi ngã xuống đất. Con mẹ nó, ngươi dám đánh lén, Quang Bắc cố gắng đứng dậy, sau đó lại hét lên một tiếng nữa, a. Hạ Thiên đá Quang Bắc xuống đất, vẻ mặt hoàn toàn đã mất hết kiên nhẫn, nhà họ Quang các ngươi đều là đồ ngốc, ta lười nói nhảm với ngươi. Lại thêm một cú đánh khác. Lần này, Quang Bắc không có la hét, vì đã trực tiếp hôn mê. Chương 1590, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Trên mặt Ninh Nhụy Nhụy lộ ra tia u ám, tên lưu manh đáng chết kia vẫn hung hãn như vậy, còn đánh người đến bất tỉnh. Lam Y Nhân đã quen với việc này. Dù sao thì họ cũng đã đắc tội với nhà họ Quan từ lâu rồi, đắc tội thêm một lần nữa cũng không sao, nên nàng không nghĩ đó là vấn đề. Anh Bắc, anh bị sao vậy anh Bắc? Một tiếng kinh hô vang lên, một thiếu nữ từ bên trong chạy ra, ngồi xổm xuống đất kiểm tra, sau đó lập tức kêu vào bộ đàm, ra đây, anh Bắc bị đánh bất tỉnh rồi. Ngay sau đó, 7 hoặc 8 người lao ra ngoài, có cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, tất cả đều ngã xuống đất. Kể cả nữ nhân vừa mới hét lên, cũng ngã xuống đất, tất cả mọi người đều đã ngất xỉu. Này, người có bị ấm đầu không? Ninh Nhụy Nhụy ngay lập tức khó chịu, hét vào mặt Hạ Thiên, họ không làm gì cả, tại sao ngươi lại đánh họ bất tỉnh? Tiểu muội chân dài, ta đã nói chỉ số thông minh của cô có vấn đề mà. Hạ Thiên lắc đầu, khi họ biết tên ngốc trên đất kia là do ta đánh, họ nhất định sẽ tìm ta đánh nhau, ta quá lười lãng phí thời gian với họ, trực tiếp bỏ qua quá trình này. Ninh Nhụy Nhụy hung hăng nhìn Hạ Thiên, có chút khó chịu nhưng cũng bất lực, thật ra nàng biết Hạ Thiên nói đúng, nếu bây giờ Hạ Thiên không động thủ, một lát nữa cũng vẫn phải động thủ. Những người này là vệ sĩ mà ông ta vất vả lắm mới tìm được, bây giờ ngươi đã đánh tất cả bọn họ bất tỉnh, ai chịu trách nhiệm cho sự an toàn của ta và ông ta? Ninh Nhụy Nhụy khó chịu. Đấy không phải chuyện của ta. Hạ Thiên trông rất ngây thơ vô số tội, cô không phải là vợ ta không có thời gian để bảo vệ cô. Ngươi, Ninh Nhụy Nhụy tức điên lên, ngươi làm ra chuyện thế này thì phải tìm cách giải quyết, nếu không ta sẽ tố cáo ngươi với Cửu tỷ và Y Y tỷ đấy. Ồ, vậy thì ngươi đến gặp họ khiếu nại đi, ta không sợ họ. Hạ Thiên hờ hững nhìn sau đó xuất hiện trên chiếc xe BMW, vợ tiểu Y Y, đi thôi. Này, Ninh Nhụy Nhụy hơi tức giận, nhưng Lam Y Nhân thực sự đã lái xe đi ngay lập tức. Đây là loại người gì thế chứ? Ninh Nhụy Nhụy mê man nhìn tên vệ sĩ. Trong lòng khó chịu nhưng cũng đành bất lực, nghĩ xong cuối cùng vẫn bấm điện thoại cho A Cửu. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể nhờ A Cửu giúp đỡ. Trong xe BMW, Lam Y Nhân và Hạ Thiên đang trò chuyện. Nhà họ Ninh cũng rất có chỗ đứng ở đây, không ngờ Ninh lão gia tử lại nhờ đến sự giúp đỡ của nhà họ Quang. Thực ra Quang Bắc có mở một công ty bảo vệ ở tỉnh ngoài, bình thường rất hiếm khi ở thành phố Quế. Lam Y Nhân vừa lái xe vừa nói. Vợ tiểu Y Y. Đừng quan tâm đến loại nhân vật nhỏ đó. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đúng thôi, đối với anh, họ thực sự là những nhân vật nhỏ. Lam Y Nhân hơi bất lực. Vợ tiểu Y Y, đối với nàng, họ cũng chỉ là những nhân vật nhỏ. Hạ Thiên trông rất nghiêm túc, bây giờ, nàng là người có thân phận, đừng để nhân vật nhỏ nhặt đó trong lòng. Ta thì có thân phận gì cơ chứ? Lam Y Nhân trao cho Hạ Thiên một ánh nhìn âu yếm, bây giờ ta không có gì cả. Vợ tiểu Y Y,
ngực của nàng mấy ngày nay đã lớn hơn một chút rồi, nhưng tại sao chỉ số IQ của nàng lại giảm xuống vậy? Hạ Thiên hơi chán nản, nàng không biết à? Nàng là vợ ta, đây là thân phận lớn nhất của nàng. Lam Y Nhân ngẩn ngơ một hồi, sau đó mới phát hiện, đây dường như thật sự là thân phận phi thường. Chồng à, người ta chỉ chưa quen với thân phận này thôi mà. Giọng điệu của Lam Y Nhân hơi nũng nịu, sau đó ngay lập tức chuyển chủ đề, đúng rồi, chồng, chúng ta nên tìm một nơi để ở đi. Ở trong khách sạn như thế này có vẻ không tốt lắm phải không? Vợ Tiểu Y Y, ta cảm thấy khách sạn đó khá tốt. Hạ Thiên thực sự cảm thấy khách sạn này khá tốt, chúng ta không nhất thiết phải sống ở đây hoài, qua một thời gian chúng ta sẽ rời đi. Nhưng cứ ở trong phòng Tổng thống hoài thì rất tốn kém. Mặc dù Lam Y Nhân từng là thiên kim đại tiểu thư, không thiếu tiền, nhưng dù sao bây giờ nàng không còn tiền nữa, nàng cảm thấy quá đắt. Không quan trọng đâu, ta có tiền. Hạ Thiên không quan tâm đến chuyện này, hắn đã không lo lắng về tiền bạc suốt nhiều năm rồi. Cuối cùng, Lam Y Nhân quyết định không nói gì, bởi vì nàng cũng nhớ ra, Diệp Mộng Oánh là vợ của hắn, nên hắn sẽ có rất nhiều tiền. Nửa tiếng sau, Lam Y Nhân đậu xe ở cổng khách sạn Tân Quế, rồi khoác tay Hạ Thiên đi về phía khách sạn, thực ra nàng khá hài lòng với điều kiện ăn ở của khách sạn này. Hai người nhanh chóng đến cửa thang máy, một phút sau, cửa thang máy mở ra, Lam Y Nhân nắm tay Hạ Thiên bước vào thang máy, bên trong cũng có một người đi ra. Ngay khi người kia ngẩng đầu nhìn thấy Lam Y Nhân, đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút kinh ngạc, Lam Y Nhân. Thật sự là ngươi sao? Lam Y Nhân giật mình, quay đầu nhìn người đó, trong lòng có chút khó hiểu, xin hỏi, ngươi là? Rõ ràng là Lam Y Nhân không nhận ra người này. Chương 1591, Tào Di. Lam Y Nhân, là ta là Tào Di, chúng ta học chung lớp đại học. Trước mặt là một nữ nhân đeo kính râm, lúc này, nàng tháo kính râm xuống, đồng thời nàng cũng tự giới thiệu mình. Tào Di, Lam Y Nhân nhìn nữ nhân này, cuối cùng chậm rãi nhớ lại từ trong ký ức, nhưng dáng vẻ của Tào Di bây giờ, với dáng vẻ trong trí nhớ của nàng, quả thực hoàn toàn khác nhau quá nhiều, ngươi thay đổi quá nhiều. Trong trí nhớ của Lam Y Nhân, Tào Di là cô gái gầy tong teo, có hơi yếu đuối, còn có hơi thanh thuần, nhưng Tào Di ở trước mắt này lại có dáng người thành thục, ăn mặc gợi cảm, hoàn toàn là hai người khác nhau. Tuy nhiên khi nhìn kỹ khuôn mặt của Tào Di, Lam Y Nhân vẫn phát hiện ngũ quan không thay đổi nhiều, chính xác còn có thể làm cho nàng nhớ lại hình dáng Tào Di trong trí nhớ. Đúng vậy đó, mấy năm này ta thay đổi hơi nhiều. Tào Di gật đầu một cái, rất nhiều người đều không nhận ra ta, tuy nhiên Lam Y Nhân ngươi lại không thay đổi gì, vẫn xinh đẹp và gợi cảm như vậy. Dừng một chút, Tào Di lại bổ sung, không đúng, thật ra ngươi cũng thay đổi, so với trước đó ngươi càng xinh đẹp và hấp dẫn hơn. Giọng của Tào Di có hơi bùi ngùi, thật ra dáng dấp của Tào Di rất xinh đẹp, bây giờ dáng người cũng rất tốt, năm đó là vịt con xấu xí thì bây giờ lại hóa thành thiên nga trắng trong mắt người khác. Nhưng khi Tào Di nhìn thấy Lam Y Nhân, lại phát hiện trước mặt Lam Y Nhân thì nàng lại giống mấy năm trước. Thời đại học, so với Lam Y Nhân thì Tào Di chính là vịt con xấu xí, mà bây giờ so sánh với Lam Y Nhân thì nàng vẫn là vịt con xấu xí, dường như tất cả cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Tào Di, sao ngươi lại ở khách sạn này? Lam Y Nhân mở miệng hỏi, đối với việc mình xinh đẹp lại gợi cảm, nàng biết rõ ràng, cái danh tiếng mỹ nữ đẹp nhất thành phố Quế kia đương không phải là hư danh. Mà bây giờ sau mấy ngày, còn bị nam nhân của nàng dằn vặt, nàng đã trở nên càng thêm xinh đẹp và gợi cảm. Đúng vậy, tạm thời ta ở chỗ này. Tào Di gật đầu, nhìn xung quanh, Tào Di lại đề nghị, Lam Y Nhân, bây giờ ngươi có rảnh không? Nếu không thì... Không rảnh, Hạ Thiên ở bên cạnh tiếp lời. À, Lam Y Nhân, vị này là... Dường như bây giờ Tào Di mới phát hiện ra Hạ Thiên, điều đó cũng rất bình thường, dù sao Lam Y Nhân thực sự quá sặc sỡ lóa mắt. Mà vẻ ngoài Hạ Thiên tương đối bình thường. Chồng của nàng, Hạ Thiên lại tiếp tục nói, sau đó ôm eo Lam Y Nhân, vợ Tiểu Y Y, chúng ta trở về phòng thôi. Chồng, chờ một chút đi. Lam Y Nhân có hơi bất đắc dĩ, sao tên này lại vội vã chạy về phòng như vậy, sợ là không có chuyện gì tốt rồi. Lam Y Nhân nhìn Tào Di, trong giọng nói hơi xin lỗi, Tào Di, thật ngại quá, nếu không thì buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, số điện thoại của ngươi là bao nhiêu? Ừ được. Ta biết dãy số của ngươi, trước đó ta gọi điện cho ngươi, nhưng hình như ngươi tắt máy, để ta gọi lại cho ngươi. Tào Di vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng ấn gọi một dãy số. Lam Y Nhân lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm lưu dãy số, cái đó,
Tào Di tối nay ta gọi điện cho ngươi, đến lúc đó chúng ta hẹn chỗ ăn cơm rồi từ từ trò chuyện. Hạ Thiên ôm Lam Y Nhân đi vào thang máy, rất nhanh hai người về đến phòng, mà Lam Y Nhân đã phát hiện, chồng của nàng quả thật đang muốn vội làm chuyện xấu, kêu là phải nghiên cứu cơ thể của nàng một chút, giải quyết phiền toái nhỏ của chuyện luyện công, tiếp tục bắt đầu giày vò nàng. Thời gian trôi tương đối nhanh, khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Lam Y Nhân phát hiện ánh sáng trong phòng có hơi tối. Chồng ơi, đừng đùa nữa, ta phải nghe điện thoại. Lam Y Nhân khẽ vẫy tay, điện thoại đã trực tiếp bay đến trong tay nàng, sau đó xem tên người gọi đến, chính là Tào Di gọi điện tới. Chết rồi chồng ơi, chúng ta phải rời giường thôi, ta đã hẹn Tào Di ăn cơm tối. Lam Y Nhân nhớ tới việc kia, sau đó đã từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng đi tới phòng tắm, đồng thời nhận điện thoại. Điện thoại kết nối, Lam Y Nhân lập tức xin lỗi, thật xin lỗi, Tào Di, lúc này ta lập tức. Được rồi, không sao đâu, bây giờ ta không có ở khách sạn, ta đang ở với một người bạn. Tào Di nhẹ nhàng cười, biết ngươi tương đối bận rộn, cho nên chúng ta đã quyết định xong quán ăn, ngươi cũng không phải vội, tới trong vòng một tiếng là được rồi, ta mời ngươi ăn cơm, à, nhớ kỹ phải mang theo chồng của ngươi đó. Cái đó, được thôi, ngươi gửi vị trí nhà hàng cho ta đi. Lam Y Nhân cũng không nói gì nhiều. Được, ta lập tức gửi cho ngươi. Tào Di ở bên kia lần nữa nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó cúp điện thoại. Lam Y Nhân đặt điện thoại di động xuống, vọt vào phòng tắm, sau đó mới đi ra phòng ngủ, lần nữa mặc quần áo tử tế, đợi nàng ăn mặc chỉnh chỉnh tề, mới đột nhiên ý thức được có điều không thích hợp, sao Hạ Thiên không đến quấy rối nàng. Vừa quay đầu, nàng đã phát hiện Hạ Thiên đang ngẩn người nằm nửa trên giường. Chồng, chàng đang suy nghĩ gì đó? Lam Y Nhân nhìn không được mở miệng. Tên này bởi vì nàng đột nhiên chạy từ trên giường xuống đã mất hứng sao? Chương 1592, tu luyện gặp chút vấn đề. À, vợ tiểu y y, ta đang suy nghĩ phải giải quyết như thế nào về việc tu luyện. Hạ Thiên lấy lại tinh thần, sau đó có hơi buồn bực. À, vợ tiểu y y, tại sao nàng lại mặc quần áo nữa? Ta muốn ra ngoài, đương nhiên phải mặc quần áo rồi. Lam Y Nhân nũng nịu khinh thường nhìn Hạ Thiên, tên này cũng không biết đang nghĩ gì. Thế mà bây giờ mới phát hiện nàng đã mặc xong quần áo. Dừng lại một chút, Lam Y Nhân lại nói chồng, Tào Di đã đặt xong phòng ăn, nói mời chúng ta ăn cơm, chàng cũng phải rời giường rồi. À được, Hạ Thiên vẫn rất phối hợp, mặc quần áo rời giường. Chồng, rốt cuộc chuyện tu luyện gặp phiền toái nhỏ gì vậy? Lúc này Lam Y Nhân cũng không nhịn được hỏi, dù sao Hạ Thiên đã đề cập qua mấy lần. Vợ tiểu y y, thật ra cũng không phải phiền phức gì. Chính là ta vốn cho rằng chỉ cần tìm một người vợ, đã có biện pháp luyện thành nghịch thiên đệ bát châm, tuy nhiên xem ra bây giờ dường như không có khả năng. Hạ Thiên vẫn có hơi buồn bực, hắn vốn cho chỉ cần không ngừng tẩy tủy cho Lam Y Nhân sau đó hấp thu công lực của nàng, đã có thể làm cho công lực của hắn không ngừng tăng lên. Nhưng lúc trước thật ra hắn cũng thí nghiệm biện pháp này trên người Lam Y Nhân, cho dù Lam Y Nhân cũng không phát triển gì, nhưng hắn cũng âm thầm thí nghiệm rất nhiều lần, sau đó hắn phát hiện. Muốn hấp thu công lực từ trên người Lam Y Nhân rất dễ dàng, vấn đề duy nhất chính là sau một lần tẩy tủy, lại không có cách nào tiếp tục dùng biện pháp tẩy tủy làm cho nàng hấp thụ linh khí. Sau đó, một lần nữa Hạ Thiên đã hấp thu công lực còn lại của Lam Y Nhân, mà dù cho lúc hắn tẩy tủy thoáng tăng lên một phần công lực, nhưng băng hỏa linh đan trong cơ thể hắn, thật ra vẫn chưa có kích hoạt, theo lý thuyết, bây giờ hắn không cách nào thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm với Lam Y Nhân ngay lập tức. Đương nhiên, lấy công lực bây giờ của Lam Y Nhân, cũng không thích hợp trực tiếp thi triển đệ ngũ châm, điều đó khiến cho Hạ Thiên có hơi phiền, thật ra bây giờ hắn không có tâm trạng đi tìm nhiều cô vợ nữa, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thần tiên tỷ tỷ, muội muội chân dài, tiểu kiều, băng băng trở về thôi. Thế nhưng hiện tại xem ra, dường như hắn còn cần tiếp tục tìm mấy người vợ nữa mới được. Cái đó, chồng à, phải làm sao đây? Lam Y Nhân âm thầm lải nhải, tên khốn này chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tìm vợ? Chẳng thể trách lúc trước hắn còn nói cho Ninh Nhụy Nhụy làm vợ bé. Nhưng, để cho đại mỹ nữ như Ninh Nhụy Nhụy làm vợ bé, cũng chỉ có chồng nàng mới có thể nói, người khác nói như vậy thì sớm đã bị người ta đánh chết. À, vợ tiểu y y, trước tiên ta quan sát mấy ngày đã, sau đó lại quyết định muốn hay không để tiểu muội chân dài làm vợ của ta. Hạ Thiên muốn nhìn xem tình huống mấy ngày tiếp theo, hắn cảm thấy có lẽ chờ mấy ngày nữa trôi qua, sau đó tiếp tục tẩy tủy cho Lam Y Nhân. Sở dĩ Hạ Thiên muốn như vậy cũng có căn cứ, vì trên bản chất, tẩy tủy để thanh trừ tạp chất trong cơ thể, mà Lam Y Nhân vừa mới được tẩy tủy qua một lần,
cơ thể có thể nói là tương đối tinh khiết, căn bản không tồn tại tạp chất, nhưng nếu như qua một đoạn thời gian nữa, trong thân thể có lẽ cũng có ít tạp chất, nếu như vậy có thể tẩy tủy sẽ lại thành công. Nói cho cùng, bây giờ Hà Thiên thật sự không muốn đi khắp nơi tìm vợ mới, hơn nữa, hắn thấy ở trên thế giới này, chắc cũng không có mấy người có tư cách làm vợ của hắn. Dù sao đã lấy mỹ nữ đẹp nhất nhà họ Lam ở thành phố Quế, thật ra lúc bắt đầu, hắn không phải rất muốn, mà Ninh Nhụy Nhụy lại giống mỹ nữ trong thần thoại, làm bao nhiêu nam nhân cướp đến vỡ đầu, hắn lại ghét bỏ đủ loại, đến bây giờ đều không muốn. Cuối cùng, bây giờ ánh mắt của hắn quá cao. Được thôi, ta lười quản những thứ này rồi, do anh tự làm khổ mình thôi. Lam Y Nhân vẫn còn có hơi không hiểu nhiều về những chuyện đó, cũng quyết định không hỏi đến cùng, ngược lại hiện tại nàng sẽ nghe theo an bài của hắn. Lam Y Nhân hơi chỉnh đốn chính mình, sau đó lôi kéo Hạ Thiên đi ra ngoài, Tào Di đã cho nàng địa chỉ là một nhà hàng tư nhân, tương đối xa so với khách sạn. Khi Lam Y Nhân lái xe chở Hạ Thiên đến nhà hàng, đã gần 8 giờ tối, dưới sự dẫn đường của phục vụ, hai người đi tới một cánh cửa, đẩy cửa đi vào. Lam đại mỹ nữ, người tới rồi. Tào Di đứng dậy nghênh đón, mà trong phòng khách còn có thêm một nam nhân khác đứng dậy theo. Tào Di trực tiếp giới thiệu, tới đây, trước tiên giới thiệu cho các người một chút. Đây là bạn trai ta, Vạn Tiểu Sinh, Tiểu Sinh, đây chính là bạn học ta, đệ nhất mỹ nữ thành phố Quế, Lam Y Nhân, cũng là đại tiểu thư Lam gia, vị này chính là chồng của đại mỹ nữ Lam. Đúng rồi, anh chàng đẹp trai này, trước đó ta còn chưa kịp hỏi tên ngươi. Chương 1593, ôn lại chuyện xưa. Cuối cùng Tào Di nhìn Hạ Thiên, mà câu anh đẹp trai của nàng rất được, Hạ Thiên rất hài lòng, cho nên hắn đã trả lời, ừ, ta chính là anh chàng đẹp trai nhất thế giới, Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Lam Y Nhân có hơi im lặng, chồng nàng vẫn luôn rất tự tin như vậy, hắn có thể nói cái câu đẹp trai nhất thế giới mà mặt không đổi. Ha ha, hai người các ngươi một người là đẹp trai nhất, một người là đẹp gái nhất, đúng là rất hợp nhau. Tào Di nhẹ nhàng nở nụ cười, tới đây, ngồi xuống trước, đầu tiên để ta cho phục vụ mang thức ăn lên, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bốn người ngồi xuống chỗ của mình, Tào Di gọi phục vụ tới, cho phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, rõ ràng bọn hắn đã sớm gọi thức ăn ngon. Lam đại mỹ nữ, có muốn uống chút rượu không? Tào Di cầm lấy một chai rượu đỏ, ta nhớ hình như ngươi có thể uống rượu. Rót cho ta ít thôi. Lam Y Nhân cũng không từ chối, bình thường nàng cũng không uống quá nhiều rượu, chủ yếu sợ uống say, tuy nhiên khi ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, nàng không cần lo lắng vấn đề đó nữa. Tào Di rót nửa ly rượu vang cho Lam Y Nhân, sau đó đổ nửa ly cho mình, cuối cùng nhìn Hạ Thiên, đại soái ca hạ, còn ngươi? Có muốn uống một chút hay không? Không uống. Hạ Thiên không có hứng thú gì. Tiểu Sinh, ngươi thì sao? Tào Di nhìn bạn trai mình. Được rồi, ta cũng không uống. Vạn Tiểu Sinh mỉm cười, ngươi và đại tiểu thư Lam uống nhiều một chút, bạn học cũ gặp mặt, thoải mái là tốt, hai chúng ta sẽ hộ tống cho các ngươi. Được, Lam đại mỹ nữ, không bằng hai chúng ta uống cho sảng khoái, uống say cũng không sao. Tào Di nhẹ nhàng nở nụ cười, đại soái ca hạ. Người sẽ không thừa dịp Lam đại mỹ nữ của chúng ta uống say sẽ làm gì với nàng chứ? Ừ, sẽ, Hạ Thiên gật đầu một cái. Tào Di ngẩn ngơ, Lam Y Nhân mặt đỏ lên, nhịn không được liếc Hạ Thiên, sao người này cần phải thành thật như vậy chứ? Được rồi, Tào Di, tới đây, đã lâu không gặp, ta kính ngươi một ly. Lam Y Nhân giơ ly lên, không cần phải để ý đến chồng ta, dù sao thì ta không uống say hắn cũng đã làm hết những chuyện cần làm rồi. Có lý. Tiểu Sinh nhà ta cũng giống như vậy, Tào Di nhẹ nhàng nở nụ cười, vậy chúng ta cứ tùy tiện uống, mặc kệ bọn hắn là được rồi. Trong nháy mắt, nửa ly rượu vang vào trong bụng, trên mặt hai cô gái đều hiện lên vẻ đỏ ửng, nhưng càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người, đặc biệt là Lam Y Nhân, dưới tia sáng chiếu tới, gương mặt xinh đẹp kia trở nên óng ánh rực rỡ. Mà hai nữ nhân bắt đầu tám chuyện. Tào Di, người tới thành phố Quế để du lịch hay sao? Lam Y Nhân mở miệng hỏi. Thật ra thành phố Quế cũng coi như là thành phố du lịch, bình thường cũng không ít người tới đây du lịch. Lam đại mỹ nữ, ta nói rằng ta tới đây để tị nạn thì ngươi có tin không? Tào Di lại thở dài, thật ra ta gặp ngươi mặc dù là trùng hợp, nhưng cũng không tính là trùng hợp, ta tới đây, chính là cố ý tới tìm ngươi. Tào Di một bên vừa rót rượu cho Lam Y Nhân vừa tiếp tục nói, lúc trước, ta ở tại tỉnh thành, sở dĩ tới đây bởi vì Lê Tử nói với ta, hai ngày trước ta và Lê Tử ăn cơm với nhau. Nàng nói với ta về ngươi,
ta nói ta muốn tìm một nơi nhỏ giải sầu, Lê Tử đã bảo ta đến bên này tìm ngươi, nói thành phố Quế các ngươi có núi có sông, là nơi không tệ, còn có đệ nhất mỹ nữ thành phố Quế như ngươi, tới đây đều không cần phải lo cô đơn. Lê Tử nói cho ngươi đó à? Lam Y Nhân nhìn không được quay đầu nhìn Hạ Thiên bằng một mắt, mấy ngày trước, nàng tìm Lê Tử hỏi một chuyện, sau đó đã dẫn tới một đám người đặc biệt. Đúng vậy, Lê Tử còn đưa số điện thoại di động của ngươi cho ta. Tào Di gật đầu, nói thật, Lam đại mỹ nữ, thời đại học trước đó, ta chỉ biết là ngươi rất xinh đẹp, cũng biết trong nhà ngươi rất có tiền, nhưng thật không nghĩ tới lai lịch của ngươi lớn như vậy. Nghe Lê Tử nói, nhà các ngươi ở thành phố Quế cũng chính là đại gia tộc chân chính nhỉ. Tào Di, thật ra đều đã là chuyện của quá khứ. Lam Y Nhân lắc đầu, bây giờ, ta và nhà họ Lam đã không còn quan hệ rồi, tuy nhiên, Tào Di, ngươi nói là tới tị nạn, đang nói đùa ư. Không phải nói đùa đâu, Tào Di lộ ra một nụ cười khổ, đương nhiên, thật ra cũng không nghiêm trọng như tị nạn, nói đơn giản một chút là bạn trai cũ của ta có hơi điên cuồng. Hắn không thể tiếp nhận việc ta và tiểu sinh ở cùng một chỗ, cho nên vẫn luôn dây dưa với ta, nên ta đã dứt khoát tránh tới nơi này. Ồ, còn có chuyện như vậy ư? Lam Y Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, loại người này tránh đi cũng tốt. Đúng vậy, không còn biện pháp nào, ở tỉnh thành đều không có cách nào có thể sống yên ổn. Tào Di có hơi bất đắc dĩ, lập tức lắc đầu, coi như là vậy đi, Lam đại mỹ nữ, không nói tới chuyện đó nữa, nói vài chuyện vui vẻ đi. Ngươi còn liên hệ với mấy người bạn thời đại học trước kia không? Tào Di và Lam Y Nhân bắt đầu nhắc tới chuyện cũ thời đại học và đủ loại tin bát quái, lúc này phục vụ cũng bắt đầu mang thức ăn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vừa tương đối vui vẻ. Đến nỗi trên cơ bản hai người Hạ Thiên và Vạn Tiểu Sinh cũng giữ yên lặng, Hạ Thiên nhàm chán, đã bắt đầu ăn vài thứ, ăn rất nhanh, ngược lại Vạn Tiểu Sinh cũng không ăn bao nhiêu. Chương 1594. Đạt ca. Thời gian trôi qua rất nhanh, không biết từ bao giờ đã hơn 9 giờ đêm, cuối cùng bữa tôi hôm nay đã ăn xong. Thật ra gọi rất nhiều món ăn, nhưng vì Hạ Thiên ở đây, trên cơ bản là không có gì còn thừa lại, mà hai người Lam Y Nhân và Tào Di đã uống cạn hai bình rượu vang, bây giờ nhìn qua có chút say. Lam đại mỹ nữ, nếu không thì, chúng ta về khách sạn trước, về khách sạn, chúng ta có thể lại uống trong phòng. Tào Di cực kỳ say, đầu lưỡi bắt đầu hơi cả lăm. Được, hai chúng ta ở phòng tổng thống, gian phòng rất lớn, bên trong cái gì cũng có. Lam Y Nhân không cẩn thận để lộ gian phòng của mình. Ta nói, đại mỹ nữ Lam, hai người các ngươi có thể ở đó, thật là xa xỉ. Tào Di có hơi hâm mộ, cái kia, vậy chúng ta đi thôi. Tào Di nâng cao âm giọng, hô to về phía cửa, phục vụ, tính tiền. Cửa phòng đẩy ra, một người đi vào mà khi Tào Di nhìn thấy người kia, sắc mặt đã lập tức thay đổi. Đó không phải là người phục vụ, mà là một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi, tóc húi cua, người cao, nhìn qua có hơi hung hãn. Ngươi, như thế nào ngươi? Tào Di nhìn thấy nam nhân trung niên, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ sợ hãi. Tiểu Di, ngươi cho rằng chạy trốn tới thành phố Quế, ta sẽ không tìm được ngươi sao? Nam nhân trung niên cười lạnh, ta đã sớm nói, bất luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều có thể tìm ra ngươi. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Tào Di biến sắc, ta nói với ngươi, nơi này cũng không phải là tỉnh thành, đây là thành phố Quế, ở đây không phải chỗ ngươi muốn làm gì thì làm. Ta nói này Tiểu Di, làm sao ngươi vẫn ngây thơ như vậy chứ? Nam nhân trung niên cười, nếu ngươi ở lại tỉnh thành, ta còn có hơi cố kỵ, dù sao tỉnh thành không phải chỗ bình thường, ta cũng phải cố kỵ một số người, nhưng đến địa phương nhỏ như thành phố Quế, ta quả thật là có thể muốn làm gì thì làm. Nam nhân trung niên đi vào bên trong hai bước. Sau đó tiếp tục nói, nhưng ngươi không cần sợ, ta sẽ không làm gì ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trở về với ta, tiếp tục yên tâm ở với ta vẫn như cũ sẽ coi ngươi thành châu báu, đến nỗi tên tiểu bạch kiểm này. Nam nhân trung niên chuyển tầm mắt đến trên mặt Vạn Tiểu Sinh, nhóc con, lá gan ngươi vẫn rất lớn, ngay cả nữ nhân của ta cũng dám câu dẫn, đợi một chút, ta sẽ móc ra gan chó của ngươi, xem thử lòng can đảm kia của ngươi rốt cuộc rộng bao nhiêu. Ngươi như vậy là phạm tội. Sắc mặt của Vạn Tiểu Sinh có hơi tái nhợt. Phạm tội, nam nhân trung niên cười ha ha, nhóc con, ta biết ngươi học luật mấy năm, ta cũng biết thật ra ngươi là thám tử tư, sở dĩ ngươi biết Tiểu Di vì có người dùng tiền mời ngươi điều tra ta, đối với sự hiểu biết của ngươi với ta, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta không dám giết chết ngươi? Lạnh lùng hừ một tiếng, nam nhân trung niên tiếp tục nói, ta đây từng giết người rất nhiều,
ngươi còn cảm thấy thiếu sao? Chỉ cần cảnh sát không tìm thấy chứng cứ, ai có thể làm gì được ta? Ngươi cho rằng lão tử giết chết ngươi, còn có thể lưu lại chứng cứ. Đến lúc đó, người khác không tìm thấy thi thể của ngươi đâu. Ngươi, ngươi quá kiêu ngạo. Giọng của Vạn Tiểu Sinh hơi run rẩy, rõ ràng, đúng là hắn đã điều tra qua nam nhân này. Người nam nhân đang đứng ở đó được người ta gọi là Đạt Ca, hơn nữa hung ác tàn bạo, rất nhiều người đắc tội hắn, quả thật đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhóc con, ta cho ngươi biết, đây không gọi là phách lối, đây là thực lực của ta. Nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng vì sao ta được gọi là Đạt Ca. Trong tên ta cũng không có chữ Đạt, bởi vì ta mặc kệ có mục đích gì, cũng có thể đạt được, cho nên mới gọi là Đạt Ca. Này! Thằng ngu chọc đầu như ngươi đừng có khoác lác ở đây. Giọng của Hạ Thiên bất mãn vang lên, mấy lời kia chỉ ta mới có thể nói, bây giờ ta đang nghĩ cách tìm muội muội chân dài đều không tìm thấy, làm sao thằng ngu như ngươi có thể đạt được bất kỳ mục đích gì. Hạ Thiên mới mở miệng đã lập tức lấy được sự chú ý của người trung niên Đạt Ca kia. Nhóc con, ngươi muốn tìm chết thì cũng không cần vội như vậy, bởi vì nếu ngươi không muốn chết, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Đạt Ca lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Sau đó ánh mắt chuyển đến trên người Lam Y Nhân, mà nữ nhân đó lại làm hắn không rời đi ánh mắt được. Sau một giây, Đạt Ca đã cười lên ha ha, ha ha ha, tốt, thật tốt, Tiểu Di à, ta luôn nói ngươi là phúc tinh của ta, trước kia kể từ khi ngươi theo ta, việc buôn bán của ta đã thuận buồm xuôi gió, bây giờ ngươi muốn chạy, lại còn mang đến chuyện tốt cho ta, thế mà đưa tới cho ta một vị đại mỹ nữ như vậy, ha 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 ha. Rất rõ ràng. Bây giờ Đạt Ca mới chú ý tới Lam Y Nhân, mà mới nhìn một, hắn đã nhìn trúng Lam Y Nhân, thật ra đây cũng không có gì lạ, bây giờ vóc người và khí chất của Lam Y Nhân, còn có gương mặt kia, rất dễ bị người khác để mắt tới. Đổi lại mười mấy năm trước, nếu như Hạ Thiên vừa xuống núi gặp được Lam Y Nhân như bây giờ, đoán chừng cũng sẽ muốn trực tiếp cướp nàng về làm vợ mình. Tào Di, người kia chính là bạn trai cũ của ngươi. Lúc này Lam Y Nhân cũng coi như đã hiểu. Hóa ra đây chính là người Tào Di đang tránh né, xem ra, cái gọi là tị nạn của Tào Di, chính xác không phải nói đùa, loại người này đương nhiên cần tránh đi. Bạn trai cũ, ha ha ha, vị mỹ nữ kia không phải như vậy đâu. Đạt Ca nở nụ cười, Tiểu Di chẳng qua là một nữ nhân được ta bao dưỡng mà thôi, còn mấy việc tình cảm kia, ta không nói, ta trực tiếp nói chuyện làm ăn, cho nên, bây giờ, chúng ta có thể trực tiếp nói chuyện làm ăn, ngươi có thể lựa chọn ngoan ngoãn đi theo ta. Một năm ta cho ngươi 1.000 vạn, nếu ngươi không nghe theo, vậy ta sẽ trực tiếp đem trói ngươi về, một đồng tiền cũng không cho ngươi, ngươi nói, ngươi muốn chọn cái nào chứ? Chương 1595, biến thành thái giám. Đạt Ca nhìn chằm chằm vào Lam Y Nhân có chút không nỡ rời mắt sang nơi khác, mấy năm nay hắn chơi qua rất nhiều nữ nhân, gợi cảm thanh thuần, có thể nói là kiến thức rộng rãi, ngay cả một ít minh tinh người mẫu gì đó hắn cũng đã hưởng qua tư vị. Đạt Ca vốn dĩ cho rằng đời này mình đã chơi đủ kiểu nữ nhân rồi, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Lam Y Nhân, hắn mới phát hiện bản thân đã sai, hơn nữa còn sai rất nhiều. Nữ nhân trước mắt hắn, cả người tản ra mị lực gợi cảm, so với tất cả nữ nhân mà hắn từng chơi qua cộng lại còn xinh đẹp và gợi cảm gấp mấy lần. Giờ khắc này hắn thật tâm cảm thấy, Tào Di thật là phúc tinh của hắn. Nói thật, mặc dù hiện tại Tào Di rất xinh đẹp, dáng người cũng rất thành thục. Nhưng mấy năm trước khi Đạt Ca nhìn thấy Tào Di lần đầu thì nàng vẫn là dáng vẻ như trong trí nhớ của Lam Y Nhân, hoàn toàn không tính là xinh đẹp. Nhưng lúc đó bởi vì Tào Di xuất hiện khiến cho Đạt Ca gặp may mắn, từ đó hắn bắt đầu cảm thấy Tào Di là phúc tinh của mình, cứ như vậy mà bao nuôi nàng. Mấy năm nay, Tào Di bị hắn dạy dỗ thành một mỹ nữ thành thục, nhưng lại không ngờ Tào Di lại lén lút quen với tên thám tử Tư Vạn Tiểu Sinh này. Nói thật thì Đạt Ca cũng không quá để ý chuyện này, hắn không thiếu nữ nhân. Tào Di cũng chỉ một nữ nhân được hắn bao dưỡng mà thôi, với hắn mà nói cũng không tính là mang nón xanh. Nhưng Tào Di phải rời đi, đây làm hắn nhịn không được, bởi vì nàng chính là phúc tinh của hắn, nàng muốn đi, đó chẳng phải nghĩa là phúc khí của hắn cũng bị mang đi sao. Cũng chính vì như thế, khi Đạt Ca phát hiện Tào Di dám chạy trốn với Vạn Tiểu Sinh thì hắn lập tức đuổi theo tới nơi này, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp được một đại mỹ nữ gợi cảm như vậy ở đây. Điều đó cũng làm cho hắn quyết định. Bất luận như thế nào hắn cũng phải mang Tào Di về cho bằng được. Sau này, hắn chỉ cần cung phụng Tào Di là được, nếu muốn chơi thì chơi với vị đại mỹ nữ gợi cảm trước mắt này đây. Đạt Ca mải mê suy tính cho nên không phát hiện Lam Y Nhân đang nhìn hắn với ánh mắt nhìn thấy kẻ ngu ngốc, nàng lẩm bẩm trong lòng,
tại sao lại có người không biết sống chết như vậy chứ? Nhưng rất nhanh Lam Y Nhân đã phản ứng lại, không phải người kia không biết sống chết, mà là người ta không biết nàng là người tu tiên, càng không biết nam nhân của nàng là người tu tiên còn lợi hại hơn cả nàng. Thế là Lam Y Nhân quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, nở nụ cười vũ mị, chồng à, anh nói xem ta nên chọn cái nào đây? Vợ Tiểu Y Y, nàng không cần phải chọn gì cả, mà thật ra cũng không tới phiên nàng chọn đâu. Hạ Thiên lười biếng nói, bởi vì đây là chuyện của ta. Hạ Thiên nhìn Đạt Ca, duỗi lưng một cái, nói đến đây, ta phát hiện bây giờ ta thật sự quá vô danh, làm cho đám ngu ngốc các ngươi dám nảy sinh ý định cướp vợ của ta. Ta đang suy nghĩ mình có nên cao điệu hơn một chút hay không, miễn cho sau này đám ngu ngốc các ngươi xuất hiện không ngừng nghỉ. Tiểu tử, ngươi dám nói vậy cũng đã rất cao điệu rồi. Đạt Ca lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, ta vốn dĩ dự định giết ngươi trước rồi mới hưởng thụ nữ nhân của ngươi, nhưng bây giờ ta đã đổi ý, ta phải hưởng thụ nữ nhân của ngươi ngay trước mặt của ngươi. À, Đạt Ca còn chưa dứt lời thì đã phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, thì ra Hạ Thiên đột nhiên đá một cước vào bụng dưới của hắn. Thôi thôi, ta lười trở nên nổi tiếng, thế giới này có quá nhiều kẻ ngu ngốc, ta có cao điệu đến mấy thì vẫn luôn có đồ ngốc đến tìm phiền phức. Hạ Thiên lười biếng nói, tiếp đó lại là một cước vào hạ bộ, mười mấy năm trước, ai dám cướp vợ của ta thì thường sẽ có hai kết cục, một là biến thành người chết, hai là biến thành thái giám. Ta thấy nên biến người thành thái giám, biến thành người chết quá nhiều rồi, không có sáng ý. Trong khi nói chuyện, Hạ Thiên lại đá thêm một cước, vẫn là đá vào hạ bộ của Đạt Ca. A, à, Đạt Ca lại kêu thảm lần nữa, sau đó ngã trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt liên tục khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Thực sự là không giỏi chịu đòn. Hạ Thiên lắc đầu cảm khái, ta chỉ mới dùng một phần vạn khí lực thôi, đầu năm nay không có mấy ai chịu đòn giỏi cả, thật không thú vị. Trong khi nói chuyện, Hạ Thiên vươn tay bế Lam Y Nhân lên, vợ Tiểu Y Y, ở đây rất nhàm chán, chúng ta trở về khách sạn đi, ta cảm thấy tu luyện chơi vui hơn. Lam Y Nhân bị Hạ Thiên ôm ngang, nàng không khỏi liếc xéo Hạ Thiên một cái, tu luyện chơi vui hơn, đây không phải xem nàng như món đồ chơi à. Hắn thì vui rồi, còn nàng hơn phân nửa chỉ thấy mệt muốn chết. Chồng à, chàng đừng nóng vội, chuyện bên này còn chưa có giải quyết xong đâu, nếu chúng ta cứ thế mà đi thì Tào Di sẽ gặp nguy hiểm. Bên ngoài chắc chắn còn có người của tên Đạt Ca đó, hắn sẽ không tới đây một mình. Lam Y Nhân dùng giọng điệu nũng nịu nói với Hạ Thiên. Cái kia, Hạ Thiên, ngươi đánh bất tỉnh Đạt Ca. Một giọng nói có chút khó tin truyền đến, Tào Di đã nhìn thấy tất cả, lúc này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải đánh bất tỉnh, là biến thành thái giám. Hạ Thiên sửa lại câu nói của Tào Di, nè, hai người các ngươi còn đứng thất thần ở đó làm gì? Vợ Tiểu Y Y sợ các ngươi xảy ra chuyện, vậy các ngươi đi theo chúng ta trở về khách sạn đi, ta còn muốn về ngủ với vợ Tiểu Y Y, không có tâm trạng đứng ở đây mãi đâu. À, được, được, vậy chúng ta đi về khách sạn thôi. Bây giờ, Tào Di đã thanh tỉnh, men say trước đó đã sớm không còn sót lại chút gì, dường như vì quá hoảng sợ cho nên hơi rượu cồn trong cơ thể đều bay hết sạch sành xanh. Chương 1596, khiêng xe về. Chồng à, nếu chúng ta đi, bên ngoài hẳn còn có người của hắn nha. Lam Y Nhân nhẹ giọng nói với Hạ Thiên, tên Đạt Ca này dám một mình vào đây, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ không chút kiêng kỵ. Hơn phân nửa là phòng ăn này đã nằm trong sự khống chế của hắn. Mà trên thực tế, Lam Y Nhân có thể nghe thấy một chút động tĩnh ở bên ngoài, sau khi trở thành người tu tiên thì thính lực của nàng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng bây giờ nàng còn chưa thể phán đoán tình huống bên ngoài một cách chính xác được. Hạ Thiên cũng không nói thêm cái gì, chỉ ôm Lam Y Nhân đi ra ngoài, Lam Y Nhân nằm trong ngực Hạ Thiên, thuận tay kéo cửa phòng ra, tiếp đó phát hiện quả nhiên có người đứng ở cửa ra vào. Đạt Ca, a. Hai tên đứng ở cửa vừa mở miệng thì đã bị Hạ Thiên gạt ngã bằng một cước. Kế tiếp, một đường chỉ nghe được tiếng kêu rên liên hồi. Con mẹ nó, Hiện tại Hạ Thiên không thích lãng phí thời gian nói nhảm, cho nên khi nhìn thấy người thì hắn trực tiếp một cước gạt ngã. Kết quả là, khi Hạ Thiên ôm Lam Y Nhân đi ra phòng ăn, Tào Di và Vạn Tiểu Sinh đi theo phía sau đã nhìn đến có chút chết lặng. Dọc theo đường đi. Ít nhất mười mấy người đều ngã xuống dưới chân Hạ Thiên. Đương nhiên, việc đó còn chưa kết thúc. Ngoài phòng ăn còn có mấy chiếc xe, hiển nhiên là vẫn còn người của tên Đạt Ca. Oanh! Tiếng kêu thảm tiếp tục vang lên, kèm thêm vài tiếng nổ, đám người này nhao nhao bay lên, tiếp đó cả người nện xuống xe,
kết quả là mọi việc đã đến lúc kết thúc. Vợ Tiểu Y Y, chúng ta có thể đi về rồi. Hạ Thiên đặt Lam Y Nhân vào trong xe, Vạn Tiểu Sinh và Tào Di cũng lên xe, hai người bọn hắn lái xe Jeep. Chồng, anh lái xe đi, ta uống rượu không thể lái xe. Lam Y Nhân dịu dàng nói, nàng vẫn còn chưa tỉnh rượu. Vợ Tiểu Y Y, ta không biết lái xe. Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt vô tội, nếu không chúng ta để xe lại nơi này đi, dù sao thì nó cũng không có tác dụng gì. Vậy không được, nếu để xe lại nơi này thì chắc chắn lát nữa sẽ bị người đập nát. Lam Y Nhân lắc đầu. Vậy ta có nên làm vợ Tiểu Y Y tỉnh rượu không? Hạ Thiên nhìn Lam Y Nhân, tiếp đó lại lắc đầu, nhưng dáng vẻ uống say của vợ Tiểu Y Y thật đẹp mắt, ta quyết định vẫn để nàng duy trì trạng thái này. Dừng một chút, Hạ Thiên làm ra quyết định, vợ Tiểu Y Y, nàng cứ ngồi trên xe đi, ta khiêng xe trở về. Lam Y Nhân còn chưa kịp tỏ vẻ phản đối thì đã phát hiện xe bị nâng lên. Mà cách đó không xa, Vạn Tiểu Sinh vừa mới khởi động xe không khỏi trợn tròn mắt. Tào Di cũng ngạc nhiên không kém, Tiểu Sinh, ta, có phải là ta bị hoa mắt hay không? Cái kia, tên Hạ Thiên kia hình như đang nâng xe hơi lên. Không, ngươi không có hoa mắt, Vạn Tiểu Sinh ngây ngốc nhìn, hắn chẳng những nâng xe lên, còn chạy đi nữa. Cái này, hắn là con người sao? Tào Di có chút sững sờ, rốt cuộc cái tên Hạ Thiên đó là người hay quỷ? Đừng lo nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cứ đi theo sau thôi. Vạn Tiểu Sinh cố gắng bình tĩnh lại. Tiếp đó lái xe đuổi theo. Nhưng Vạn Tiểu Sinh rất nhanh phát hiện, bọn hắn căn bản đuổi không kịp, chớp mắt một cái, Hạ Thiên và xe đã biến mất không còn bóng dáng. Nửa giờ sau, khi Vạn Tiểu Sinh lái xe tới khách sạn Tân Quế thì đã thấy chiếc BMW quen thuộc tại cửa ra vào, bọn hắn không biết là Hạ Thiên và Lam Y Nhân đã sớm trở lại khách sạn. Về phần hai người đang làm gì thì không cần bàn tới. Từ tối đến sáng, Lam Y Nhân ra rất nhiều mồ hôi. Đương nhiên là rượu cồn cũng đã bay hơi hết sạch. Một đêm không ngủ, sáng sớm điện thoại vang lên, Lam Y Nhân muốn nghe nhưng Hạ Thiên còn chưa xong việc, chỉ có thể mặc kệ nó. Hai tiếng sau, điện thoại của Hạ Thiên cũng vang lên. Điện thoại liên tục vang lên hết lần này đến lần khác, ước chừng cỡ 10 phút, cuối cùng Hạ Thiên cũng bắt máy. Vợ Y Y, nếu nàng nhớ ta thì có thể trực tiếp tới tìm ta, không cần gọi điện thoại đâu. Hạ Thiên lười biếng nói, mà nghe như thế. Lam Y Nhân không khỏi nhéo Hạ Thiên một chút, đây là người gì vậy, lăn lộn nàng cả một buổi tối, bây giờ còn ôm nàng đấy, thế mà hoàn toàn không có ý định trốn tránh, cứ như vậy mà ve vãn với Y Tiểu Âm trước mặt nàng. Bên ta còn có việc, tạm thời không thể quay về. Người gọi điện tới đúng là Y Tiểu Âm, hiện tại bên Nhụy Nhụy không còn an toàn nữa, người có thể phái vài người tới bảo hộ nàng ấy không? Ta biết bây giờ ngươi đang ở cùng với Lam Y Nhân, chắc không có thời gian để đi bảo vệ Nhụy Nhụy. Vợ Y Y, bây giờ ta cũng không tìm được ai nha. Giọng điệu của Hạ Thiên có chút vô tội, người bên Thiên Đạo Tổ không làm vệ sĩ, Ám Tổ và Long Tổ là do vợ Mị Nhi và cô vợ tóc vàng quản lý, hiện tại ta không biết làm thế nào để liên lạc với các nàng cả. Hạ Thiên không phải muốn từ chối, mặc dù hắn là Ám Hoàng trên danh nghĩa, nhưng đã rất nhiều năm không có chân chính đi xử lý việc của Ám Tổ, bởi vì trên cơ bản đã có Mị Nhi và Mộc Hàm lo liệu. Trên thực tế, việc cần Mỹ Nhi và Mộc Hàm ra tay cũng đã rất ít, cho nên càng không cần hắn nhúng tay vào việc gì. Chương 1597. Không ai dám giả mạo ta. Ngươi là Ám Hoàng, không có khả năng ngươi không tìm được bọn hắn. Trong giọng nói của Y Tiểu Âm có chút tức giận, nếu ngươi không có cách nào trực tiếp liên lạc với người quản sự, nhưng ta khẳng định ngươi có những biện pháp khác để liên lạc với Ám Tổ. Vợ Y Y, thái độ luôn không tin chồng mình của nàng như vậy là không đúng rồi. Hạ Thiên có chút không vui, hơn nữa, tiểu muội chân dài rất không nghe lời, tại sao ta phải đi bảo vệ nàng ấy chứ? Xem như ngươi giúp đỡ ta không được sao? Y Tiểu Âm cũng có chút không vui, được rồi, ngươi không giúp thì thôi vậy, tự ta nghĩ cách. Y Tiểu Âm nói xong lập tức cúp điện thoại, xem ra đã thật sự tức giận. Tính tình của vợ Y Y hình như lại càng ngày càng thay đổi lớn hơn nữa rồi. Hạ Thiên lẩm bẩm, ngô, nhất định là nàng ấy đang ghen. Lam Y Nhân không khỏi véo Hạ Thiên một cái nữa, chẳng lẽ gia hỏa này không lo lắng nàng sẽ ăn dấm sao? Vợ Tiểu Y Y, vì sao lúc nào các nàng cũng thích véo người khác vậy? Có véo ta thì cũng không có tác dụng gì đâu. Lúc này Hạ Thiên lại có phản ứng, nếu nàng không muốn ta gọi điện với vợ Y Y thì rất đơn giản, nàng có thể hôn ta, như vậy ta sẽ không có cách nào nói chuyện được. Ta mới không thèm hôn anh. Lam Y Nhân giận dỗi hừ một tiếng,
ta muốn rời giường. Khi Lam Y Nhân đang nói thì điện thoại của nàng lại vang lên. Lần này, không có Hạ Thiên quấy rối, Lam Y Nhân nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi. Người gọi tới chính là Tào Di. Lam đại mỹ nữ, ta không có quấy rầy ngươi chứ. Điện thoại được kết nối, Tào Di lập tức xin lỗi nhé, trước đó ta gọi cho ngươi vài cuộc có lẽ làm ồn rồi, nhưng ta có việc không biết nên nói cho ngươi biết không. Không sao, ngươi nói đi, có chuyện gì vậy? Lam Y Nhân không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại nàng còn cảm thấy Tào Di xem như đã giúp nàng một lần, nếu lại bị nam nhân nhà mình giày vò không biết ngày đêm cũng không phải chuyện tốt gì. Tuy nàng thật sự không chán ghét việc đó, thậm chí còn rất vui vẻ, nhưng cũng không thể mỗi ngày chỉ làm mỗi việc này. Việc này có liên quan tới tên đạt ca kia, cái người mà tối hôm qua các ngươi đánh bị thương ấy. Sáng sớm ta nhận được tin nói rằng rất nhiều thuộc hạ của hắn đang chạy tới thành phố Quế. Trong giọng nói của Tào Di có chút lo lắng, nghe nói bây giờ đạt ca vẫn còn ở trong bệnh viện, nhưng chắc hắn đã ra lệnh cho tất cả thuộc hạ đi tới thành phố Quế. Theo ta được biết thì thuộc hạ của hắn có vài ngàn người, nếu chỉ có đám thuộc hạ trung tâm đến đây thì ít nhất cũng có vài trăm người, tóm lại, ngươi phải cẩn thận một chút đấy. Hả, chỉ là chuyện này thôi sao? Nghe vậy, Lam Y Nhân ngược lại không có chút sợ hãi nào, dưới cái nhìn của nàng. Mặc kệ tên đạt ca kia có phái bao nhiêu người tới đi nữa thì bọn hắn cũng chỉ là người bình thường, đừng nói là Hạ Thiên, nói không chừng chỉ cần một mình nàng cũng đủ giải quyết cả đám. Không hề nghi ngờ, bây giờ Lam Y Nhân đã bắt đầu có giác ngộ của người tu tiên. Cái kia, Lam đại mỹ nữ, ta biết Hạ Thiên nhà ngươi rất lợi hại, nhưng có câu song quyền nan địch tứ thủ, các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Hơn nữa tên đạt ca kia rất âm hiểm, nói không chừng sẽ sử dụng thủ đoạn khác. Tào Di vẫn không nhịn được nhắc nhở một chút. Tào Di, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Lam Y Nhân biết Tào Di có lòng tốt nhắc nhở mình, đương nhiên, Tào Di chắc chắn có tâm tư của chính nàng, bởi vì một khi đạt ca giải quyết Hạ Thiên và Lam Y Nhân xong thì chắc chắn cũng sẽ không buông tha nàng. Mà trên thực tế, bây giờ không phải chỉ có một mình Tào Di chiếm được tin tức này, trong cục cảnh sát thành phố, tổ trọng án cũng như Lâm Đại Địch. Tổ trọng án đang họp, trên màn hình lớn trong phòng họp hiện lên một tấm hình. Người trong hình chính là Đạt Ca, mà người chủ trì buổi họp lần này chính là tổ trưởng tổ trọng án Điền Thành. Mọi người hãy nhìn kỹ người này, biệt danh của hắn là Đạt Ca, một tội phạm nổi tiếng ở tỉnh Thành. Cảnh sát bên tỉnh Thành vẫn luôn theo dõi hắn nhưng người này quá giàu hoạt, cho nên vẫn chưa thể định tội hắn được. Vẻ mặt của Điền Thành vô cùng ngưng trọng, cảnh sát bên tỉnh Thành vừa gửi tin cho chúng ta, vài trăm tên thuộc hạ của Đạt Ca đang trên đường đến thành phố Quế. Đây có nghĩa là thành phố Quế chúng ta sắp có thể sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tạm dừng các bản án khác, tất cả mọi người đều theo dõi chặt chẽ Đạt Ca và thuộc hạ của hắn. Điền Thành nhìn mọi người một cái, tiếp đó bắt đầu phân phối mệnh lệnh, Lão Lý và Tiểu Vương, các người phụ trách đi thăm dò tung tích của Đạt Ca. Tổ trưởng, lúc này, Trương Giai giơ tay lên. Trương Giai, có vấn đề gì không? Điền Thành nhíu mày, chuyện của ngươi có thể để sau rồi nói. Tổ trưởng, chuyện mà ta muốn nói với ngươi có liên quan tới vụ án lần này. Trương Giai nói, còn nữa, không cần đi tìm tung tích của tên đạt ca kia, ta biết hắn đang ở đâu. Chuyện gì đã xảy ra? Điền Thành khẽ giật mình, trước đó Trương Giai tới tìm hắn nói có việc muốn nói, nhưng lúc đó hắn vội vã đi họp nên bảo Trương Giai để sau hắn nói, kết quả họp nửa ngày, việc mà Trương Giai muốn nói lại có liên quan đến việc này. Tổ trưởng, ngươi cũng biết ta vẫn luôn theo dõi Hạ Thiên. Tối hôm qua, có người gọi điện thoại cho ta nói rằng Hạ Thiên và Lam Y Nhân đi ăn cơm, nhưng đến khi ta đến nơi thì quán ăn đó đã là một mảnh hỗn độn. Trương Giai nhìn mọi người một cái, rất nhiều người bị đánh bất tỉnh nằm trên mặt đất, trong đó có một người chính là Đạt Ca, à, tên Đạt Ca kia bị thương có chút. Trương Giai có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, căn cứ theo những gì bệnh viện nói, người tên Đạt Ca kia sợ là quãng đời còn lại không thể làm nam nhân được nữa. Chương 1598, có lẽ vậy cũng tốt. Trương Giai, ý của ngươi là Đạt Ca bị Hạ Thiên đánh. Điền Thành hỏi, ta có hỏi nhân viên phục vụ quán ăn, họ nói là không nhìn thấy hiện trường, nhưng chắc đúng như vậy. Ta cũng đã xem màn hình giám sát ở đó, nhưng toàn bộ cảnh ghi hình Hạ Thiên đều bị mất. Trương Giai nói đến đây hơi nhíu mày, nói đến cũng rất kỳ quái, hễ chỗ nào xuất hiện Hạ Thiên thì màn hình đều sẽ xảy ra vấn đề, hắn không hề lưu lại hình ảnh trong camera. Tốt rồi, Trương Giai, không nói việc đó nữa, như vậy ý của ngươi là, thật ra đám thuộc hạ của Đạt Ca đến thành phố Quế là để tìm Hạ Thiên. Điền Thành rời chủ đề,
toàn bộ hình ảnh của Hạ Thiên đều xảy ra vấn đề, vậy khẳng định không phải là sự trùng hợp, nhưng Điền Thành cảm thấy tốt hơn hết là không nên truy cứu chuyện đó. Tổ trưởng, phán đoán sơ bộ của ta là như vậy. Trương Giai gật đầu một cái. Chần chờ một chút, Trương Giai lại nói, thật ra thì đây có lẽ là chuyện tốt. Được rồi, mặc kệ như thế nào, chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm, việc mà cảnh sát chúng ta nên làm thì vẫn phải làm. Điền Thành lại cắt ngang lời của Trương Giai lần nữa, sau đó tiếp tục bố trí nhiệm vụ. Trương Giai có chút buồn bực, nhưng nàng cũng không còn nói cái gì nữa, dù sao nàng đã biết Hạ Thiên có địa vị rất lớn, nàng cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Bây giờ, trong phòng Tổng thống, cuối cùng Lam Y Nhân vẫn nói cho Hạ Thiên biết chuyện mà Tào Di nói cho mình. Chồng à, hình như thuộc hạ của tên Đạt ca kia rất nhiều, chàng có muốn tìm thêm người không? Lam Y Nhân hỏi. Vợ Tiểu Y Y, mặc dù thuộc hạ của ta còn nhiều hơn của tên ngu ngốc kia, nhưng nếu ta muốn đánh người thì chưa bao giờ cần phải dựa vào phía dưới. Hạ Thiên lười biếng nói. Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên lại nói, ừ, nhưng ta vẫn phải tìm vài người đi bảo vệ tiểu muội chân dài. Hạ Thiên cầm điện thoại di động lên, tiếp đó nhập vào một dãy số, thật ra thì bây giờ hắn đúng là không biết làm thế nào để trực tiếp liên lạc với người quản sự ám tổ, nhưng hắn vẫn còn có dãy số thông dụng. Điện thoại rất nhanh được kết nối, bên kia truyền tới một giọng nói có chút lạnh lẽo thiên địa huyền hoàng. Đừng nói ám hiệu, ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có dựa theo chương trình, không ai dám giả mạo ta. À, bên kia kinh hô một tiếng, ngài là ám hoàng. Đúng vậy, chính là ta. Đây là dãy số mới của ta, nếu như các ngươi đang tìm ta thì có thể thông qua số điện thoại này. Hạ Thiên nói nhanh, còn nữa, các ngươi tìm hai người đi bảo vệ một người tên là Ninh Nhụy Nhụy, tốt, cứ như vậy đi, ta bận rất nhiều việc. Hạ Thiên nói xong lập tức cúp điện thoại, đến nỗi bên phía ám tổ sắp nói tới một tin chấn động thì hắn lười quan tâm tới. Vừa quay đầu, Hạ Thiên lại có chút phiền muộn, vợ Tiểu Y Y, ngươi mặc quần áo vào làm gì vậy? Lam Y Nhân không có trả lời Hạ Thiên mà đi thẳng vào phòng tắm, nếu không thừa dịp ra hỏa kia đang gọi điện thoại để mặc quần áo tử tế, nói không chừng lại phải qua mấy giờ nữa nàng mới có thể rời giường. Nửa giờ sau, Lam Y Nhân bước ra phòng tắm, ăn mặc chỉnh tề, còn trang điểm mỏng. Chồng à, ta đi uống cà phê tán gẫu với Tào Di, người có muốn đi không? Lam Y Nhân dịu dàng nói, bây giờ đã hơn 10 giờ sáng, ăn cơm chưa có chút sớm, uống ly cà phê vừa vặn phù hợp. Vợ Tiểu Y Y, cà phê có uống ngon gì đâu. Hạ Thiên lách mình đi tới bên canh Lam Y Nhân, còn không bằng nàng ở với ta. Chồng à, người ta còn có chính sự phải làm đó. Lam Y Nhân cho Hạ Thiên một cái trợn mắt xinh đẹp. Ở chung với ta cũng là chính sự nha. Hạ Thiên bày ra dáng vẻ rất nghiêm túc. Vậy bây giờ người ta không muốn làm chính sự. Lam Y Nhân hừ dỗi một tiếng. Vợ Tiểu Y Y, vậy ta có thể chiều nàng nha. Hạ Thiên cười hì hì. Không nói nhảm với chàng nữa, Tào Di đang chờ ta ở dưới lầu, nếu chàng muốn theo ta thì cùng đi thôi. Lam Y Nhân có chút đau đầu, nói xong lập tức đi ra phía ngoài. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy ở trong phòng cũng không có việc gì để làm, thế là hắn đi theo Lam Y Nhân ra ngoài. Hai người rất mau tới đại sảnh dưới lầu, bên cạnh đại sảnh có một tiệm cà phê vỉa hè, Tào Di đang ngồi chờ ở đằng kia, bây giờ, bạn trai Vạn Tiểu Sinh không có đi theo nàng. Hai người các ngươi thật đúng là như keo như sơn nha. Nhìn thấy Hạ Thiên và Lam Y Nhân, Tào Di nói nửa đùa nửa thật. Như thế nào, vị Vạn tiên sinh nhà ngươi không quấn lấy ngươi sao? Lam Y Nhân ngồi xuống. Hắn còn ổn, dù sao ta cũng không có vóc người đẹp như ngươi. Tào Di nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lập tức thở dài, Lam đại mỹ nữ, nói thật, ngươi có xem thường ta không? Tào Di nói rất trực tiếp, đây khiến Lam Y Nhân có chút giật mình. Nàng lập tức lắc đầu, Tào Di, ta cũng nói thật với ngươi, ta đã thấy rất nhiều chuyện như vậy, cho nên cũng không cảm thấy gì. Hơn nữa ta đoán là ngươi cũng không phải cam tâm tình nguyện, nếu tên Đạt ca kia thật sự coi trọng ngươi thì ngươi căn bản không có cách nào từ chối được. Lam Y Nhân không tự giác nhìn thoáng qua Hạ Thiên bên cạnh, thật ra nói đến đây, nàng cũng là bị Hạ Thiên vừa ý sau đó không có cách nào từ chối được. Mà nàng cũng không phải bạn gái chính thống, có vẻ tình huống của nàng và Tào Di vẫn rất tương tự. Nếu muốn nói khác nhau chỗ nào thì có lẽ chính là bây giờ nàng đã cam tâm tình nguyện. Đúng vậy, có đôi khi thật là thân bất do kỷ. Tào Di nhẹ nhàng thở dài, nói đến đây, nàng đột nhiên giống như nhìn thấy cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, giống như đang tránh né cái gì.
Tào Di, thật là trùng hợp nha. Ở đây mà cũng có thể gặp được ngươi. Lúc này có một giọng nói truyền đến. Chương 1599. Mối tình đầu của Tào Di. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, đeo đôi kính mắt, nhìn qua rất nhã nhặn, chỉ là mấy lời hắn nói, lại nghe rõ vẻ châm chọc, mà giờ phút này, đang một bên vừa nói chuyện vừa đi về phía này. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Tào Di thấy không trốn được, cũng không trốn nữa, nhanh chóng tiếp lời, Đường Minh, người cũng ở khách sạn này. Như thế nào, Tào Di, người thấy ta không ở nổi một khách sạn 5 sao à? Nam tử tên là Đường Minh kia nhã nhặn cười lạnh một tiếng, sợ phải để ngươi thất vọng rồi, ta đúng là ở chỗ này, ta tay làm hàm nhai, đã có thể kiếm được tiền. Phải không, Tào Di lại cười nhạt một tiếng, vậy thì chúc mừng ngươi. Tào Di, ngươi đây là ý gì? Dáng vẻ của Đường Minh lại như rất phẫn nộ, ngươi đang chế giễu ta. Hay ngươi không tin, như thế nào, ngươi nghĩ ta vẫn còn là một người độc thân à? Đường Minh, ta thấy có lẽ ngươi đã nghĩ nhiều rồi. Tào Di hơi hơi nhíu mày, ta không có ý gì khác, hơn nữa, ngươi có tiền hay không, cũng chả liên quan đến ta cần đi quản nhiều vậy sao? Được, 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 Tào Di, ngươi trâu bò, ngươi rất trâu bò, ha ha ha, làm tình nhân cho người ta, cũng có thể trở nên trâu bò như vậy được, thật là khó gặp nha, ha 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 ha. Bộ dạng của Đường Minh vẫn như cũ như bị ai kích thích, đứng ở đó cười ha hả, giọng nói cũng rất lớn, như sợ người khác không nghe thấy vậy. Kết quả là, rất nhanh đã không ít người nhìn về phía này. Chỉ là, những người đó dường như đều nhìn chằm chằm vào Lam Y Nhân, không có cách nào, ai bảo Lam Y Nhân làm cho người khác chú ý hơn chứ. Ta làm tình nhân cho người khác, sau đó thì sao? Tào Di lạnh lùng nhìn qua Đường Minh, có phải ngươi còn muốn nói, năm đó ta dính vào người giàu có nên đã bỏ rơi ngươi hay không? Ta nói này, Đường Minh, ngươi có muốn mặt mũi nữa không? Chuyện đã qua. Ta không muốn nói nữa, trước kia ta bị người vừa ý, bọn hắn muốn dẫn ta đi, ngay cả báo cảnh sát ngươi cũng không dám, chớ nói chi là ngăn cản, hiện tại có ý tốt tới nói chuyện như vậy à? Trong lúc lơ đãng, Tào Di lại nâng giọng lên, còn nữa, ngươi thật sự cho rằng ta không biết, bọn hắn còn đưa ngươi 1 vạn tệ sao? Mẹ nó, lão nương chỉ trị giá 1 vạn tệ, đến giờ ngươi còn dám nói với ta những thứ này, trong lòng cũng không tự hiểu lấy một chút sao? Nhất thời. Mọi người xung quanh lập tức có chút thất vọng, hóa ra nhân vật chính là vị kia. Làm thiệt cho bọn hắn, còn tưởng là đại mỹ nữ gợi cảm ở bên kia. Người đẹp gợi cảm như vậy, lại không làm tình nhân cho người ta, tựa như khá là đáng tiếc, nếu không, bọn hắn nói không chừng cũng có cơ hội. Ngươi, Tào Di, ngươi ngậm máu phun người. Bộ dáng của Đường Minh thẹn quá thành giận, tóm lại ta sẽ không đi làm tình nhân cho người khác, bây giờ, ta là tự lực cánh sinh. Người muốn làm tình nhân cho người ta, trước tiên phải đi chuyển giới. Tào Di cười lạnh một tiếng, cút, đừng tới làm phiền ta. Tào Di thật sự không dễ trêu, suy nghĩ một chút, dù sao nàng cũng từng cùng nhau lăn lộn với loại người như Đạt Ca mấy năm, dù ban đầu vốn là nữ sinh yếu đuối, những năm này trải qua nhiều chuyện, mưa dầm thấm đất, nàng cũng không còn là đối tượng dễ bắt nạt như ngày xưa. Đáng thương cho Đường Minh bị Tào Di mắng một câu đến á khẩu không trả lời được. Làm cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, như còn muốn nói điều gì, nhưng há to miệng, cuối cùng vẫn không thể nói gì thêm nữa. Hai mắt có chút tức giận nhìn Tào Di, cuối cùng, Đường Minh lại quay người rời đi, dáng vẻ có chút chật vật. Con hàng kia là mối tình đầu của ta. Lúc này, Tào Di giải thích một câu, trước kia, Đạt Ca vừa ý ta, hắn sợ còn hơn con chó, không biết có phải sợ ta nói lung tung không, lại chạy khắp nơi, nói với người khác nói ta quen người giàu rồi bỏ hắn, không biết. Có phải nói nhiều việc này nhiều quá, mà hắn tự thôi miên mình rồi không nữa, giờ còn tới trước mặt ta làm càn. Ánh mắt nhìn nam nhân của ngươi thật không ổn nha. Lúc này, Hạ Thiên hiếm hoi nói qua một câu, mắt nhìn người của vợ tiểu y y nhà ta vẫn là tốt nhất, lần đầu đã nhìn chúng ta. Lam Y Nhân nhìn không được liếc Hạ Thiên một cái, khi nào thì nàng thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy. Muốn nói cũng là hắn vừa ý nàng có được không? Lam đại mỹ nữ, nói thật. Ta vẫn rất hâm mộ ngươi. Tào Di cười cười, ánh mắt của ngươi thật tốt, dù ta cũng không hiểu rõ Hạ Thiên lắm, nhưng ít nhất, hắn có năng lực bảo vệ ngươi, hơn nữa, còn nguyện ý bảo vệ ngươi. Tào Di khe khẽ thở dài, lại nói thật, chỉ cần vóc người, gương mặt này của Lam đại mỹ nữ ngươi, không có nam nhân cường thế bảo vệ, cuộc sống của ngươi có lẽ sẽ không quá dễ chịu. Tào Di, vậy Vạn Tiểu Sinh không thể bảo vệ ngươi sao? Lam Y Nhân trầm ngâm một chút hỏi.
rõ ràng, làm y nhân biết Tào Di nói rất đúng, một cô gái như nàng, nếu không có ai bảo vệ, vậy thật sự không tốt lắm, giờ tuy coi như nàng vẫn có khả năng tự vệ, nhưng năng lực của nàng cũng là được Hạ Thiên cho. Ta không biết, Tào Di lắc đầu, nhưng hắn là nam nhân duy nhất sau khi biết ta là tình nhân của Đạt Ca còn dám dẫn ta đi, từ điều này mà nói, hắn đã rất khá rồi, dù năng lực không đủ, ít nhất, vẫn rất can đảm. Làm y nhân đang muốn nói chuyện, bên cạnh lại đột nhiên truyền tới một giọng nói, mỹ nữ, ra giá đi. Một tháng bao nhiêu tiền? Làm y nhân và Tào Di đều nhìn về nam nhân đang lên tiếng, đây là một tên hèn mọn chừng 50 tuổi, mà nhìn tầm mắt kia, chắc đang nhìn về phía làm y nhân. Chương 1600, bắt người không cần chứng cứ. Người đang nói chuyện với ta, làm y nhân hơi nhíu mày. Đi thôi, mỹ nữ, đừng giả bộ, bạn của ngươi là tình nhân của người ta, chắc chắn ngươi cũng vậy rồi. Tên hèn mọn bày ra vẻ nhìn không được, được rồi, để ta trực tiếp đàm luận với tiểu tử kia. Tên hèn mọn nhìn về phía Hạ Thiên, ai, tiểu tử, nhìn bộ dạng này của ngươi, trước đó hẳn rất có tiền, bây giờ đã phá sản rồi à? Ta đoán ngươi cũng không bao nổi vị mỹ nữ đó đâu, ra cái giá đi, bao nhiêu tiền, bán lại nàng cho ta. Tên ngu si này, ngươi đang nói chuyện với ta. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên nhìn qua tên hèn mọn, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lam Y Nhân, vợ tiểu y y, ta không muốn đợi ở đây nữa, ở đây có nhiều kẻ thiểu năng trí tuệ lắm. Vậy ngươi muốn đi nơi đâu? Lam Y Nhân có chút im lặng, chắc bây giờ, gia hỏa này cảm thấy ngoại trừ hắn ra, tất cả ai cũng là kẻ ngu rồi, ngay cả nàng cũng thường xuyên bị chê là trí thông minh không cao, hắn suy nghĩ như thế nên đi đâu cũng sẽ thấy người ngu ngốc rất nhiều. Hả, đây để ta suy nghĩ tí, nếu không thì về Giang Hải đi, ta vẫn khá thích nơi đó. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn vẫn tương đối quen thuộc với Giang Hải hơn, mấy chỗ khác, kinh thành xem như quen, chỉ là không thích lắm, còn về bên Hương Cảng, Hong Kong, cũng rất quen, nhưng lại càng không thích, nếu mang ra so sánh, Giang Hải vẫn tương đối tự do hơn. Chưa đợi Lam Y Nhân nói chuyện, Hạ Thiên đã nói, có điều, vợ y y lại bảo ta ở đây đợi nàng, có lẽ chưa thể đi ngay bây giờ. Ta nói tiểu tử ngươi, đừng ở đó giả thần giả quỷ, nhanh ra cái giá. Tên hèn mọn đã sắp không còn kiên nhẫn, nhưng, lời hắn nói còn chưa dứt, đã kêu thảm một tiếng, a. Hạ Thiên một chân đá thẳng vào người hắn, tên đó lập tức bay thẳng ra mấy chục mét, còn tạo thành một đường vòng cung trên trời, cuối cùng, rơi xuống bên ngoài quán rượu. Oanh! Tên hèn mọn nặng nề ngã xuống đất, nhanh kêu đau một tiếng, tiếp đó, trực tiếp hôn mê. Há, không tệ, đầu chạm đất, lúc tỉnh lại sẽ thông minh hơn một chút. Hạ Thiên lẩm bẩm, kẻ ngu ngốc như vậy, nên ít đi. Làm y nhân dở khóc dở cười, đầu chạm đất sẽ chỉ làm người ta càng ngốc ra, chỗ nào có thể thông minh hơn vậy. Chỉ là, với tác phong đó, làm y nhân cũng không thấy kỳ quái gì, thậm chí Tào Di bên cạnh cũng chả thấy làm lạ, dù sao tối hôm qua nàng cũng đã tận mắt thấy sức mạnh bạo lực kia của Hạ Thiên. Đây, Hạ Đại Soái ca, người đánh người như vậy, sẽ có phiền phức gì hay không? Tào Di vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu, lỡ như cảnh sát tới tìm ngươi. Tào Di, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Làm y nhân tiếp lời, ngươi không cần để ý đến chuyện kia, chồng ta có thể giải quyết. Nghe làm y nhân nói vậy, Tào Di ngược lại cũng không nói gì thêm. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Tào Di lại nhớ tới một chuyện, vậy, làm đại mỹ nữ, bây giờ ta có chút hoài nghi, Lê Tử là cố ý để ta tới tìm ngươi. Cái gì, làm y nhân có chút buồn bực, chuyện gì xảy ra? Thật ra, Lê Tử cũng có biết chuyện của ta, ta cũng biết mình hơi phiền, nhưng giờ, nàng để ta tới tìm ngươi, hơn phân nửa là biết ngươi có thể giúp ta rồi. Tào Di nói thẳng ra hoài nghi của mình. Làm y nhân không nói gì, trong lòng lại thấy, đây rất có thể là thật, dù sao, Lê Tử biết một chút tình huống của nàng, đặc biệt là chuyện với Hạ Thiên, Lê Tử đều biết rồi. Chồng à, chuyện bên phía Tào Di, ngươi có cách nào giải quyết hoàn toàn không? Sau đó, làm y nhân nhẹ giọng hỏi. Với tình huống của Tào Di, nàng vẫn có hơi đồng tình, hơn nữa, rõ ràng Tào Di là đến tìm nàng giúp đỡ, nếu có thể, thuận tay giúp chút cũng không sao. Đương nhiên là có nha, Hạ Thiên thuận miệng đáp lời. Vậy phải giải quyết thế nào? Làm y nhân hỏi qua. Rất đơn giản, Hạ Thiên không cần nghĩ ngợi, đánh chết hết mấy tên thiểu năng kia thôi. Làm y nhân có hơi im lặng, một lát sau, nàng tiếp tục hỏi, cái kia, còn cách nào không chết người không? Có nha, nhốt hết chúng vào trong nhà lao là được rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng Hạ Thiên à,
muốn bắt người phải có chứng cớ, dù bọn hắn đều không phải là thứ gì tốt, chắc đều đã từng phạm tội, nhưng vấn đề là, rất nhiều chuyện đều không tìm được chứng cứ. Một bên Tào Di nhỏ giọng nói, ta bắt người không cần chứng cứ. Hạ Thiên thuận miệng nói, há, còn có, vợ tóc vàng đã nói với ta, trên lý thuyết, dựa vào thân phận của ta, nếu bọn hắn muốn công kích ta, cũng đã phạm tội, có thể trực tiếp bắt hết bọn hắn lại. Tào Di có chút im lặng, thân phận của vị đại gia này đến cùng gì đây? Người khác công kích hắn, đã tính là phạm tội. Tào Di đương nhiên không biết, đây đúng là sự thật, chỉ cần có ý muốn tấn công ám hoàng, đã là tội danh rất nghiêm trọng. Tào Di, lúc này, một giọng nói dồn dập truyền đến, theo tiếng này, vị bạn trai vạn tiểu sinh kia của Tào Di đang vội vàng tới, không xong, bọn hắn đến rồi. Người của Đạt ca sao? Tào Di hỏi. Bọn hắn tới bên ngoài rồi, một bộ phận đang tiến vào, các ngươi nhìn xem. Vạn tiểu sinh chỉ quầy hàng phục vụ cách đó không xa, đó là người của bọn họ, đang chuẩn bị đuổi hết tất cả khách ở đây đi, muốn bao toàn bộ quán rượu này, nhìn, đã có khách lấy tiền trả phòng rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 94.